Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng, chuyện cân vớt. Chương 1411, kèm theo nam nhân. Tống Thư Hàng tâm tính thiện lương mệt mỏi. Ban đầu chỉ là nghĩ điệu thấp trốn ở Thực Tiên Yến, bí cảnh phụ cận, chờ Bạch Tiền Bối sau khi xuất quan sẽ cùng nhau tham gia Thực Tiên Yến. Không nghĩ tới chỉ là đưa tay ngăn cản một chút Đông Phương Lục Tiên Tử chiến xa, liền bị người phát hiện. Cùng lúc đó, Thực Tiên Yến bí cảnh bên trong, có một vị đen xì nam tử xuất hiện. Nam tử cầm trong tay trường kích, hắn lớn lên rất đen, đã tiếp cận Châu Phi Hắc Thúc Thúc mức độ. Màu đen nam tử sau khi xuất hiện, mặt mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng noãn, nho ra nhất mạch, bá Tống Thánh Quân, chào mừng ngài đến. Hoan nghênh thanh âm khuếch tán ra, thật lâu không tiêu tan. Ở đây tu sĩ nhật báo phóng viên cùng các đại tu luyện giả tin tức bình đài phóng viên, tất cả đều đưa mắt nhìn bốn phía. Bá Tống Huyền Thánh tới. Ở đâu? Phía trước mấy vị Huyền Thánh lên giọng xuất hiện, mỗi cái phong cách cực kỳ khủng khiếp. Nhưng bá Tống Huyền Thánh xuất hiện phương thức đây. Chẳng lẽ bá Tống Huyền Thánh muốn lặng lẽ tiến đến? Nho ra nhất mạch. Tống Thư Hàng nghe được câu hoan nghênh từ thời gian, đều có loại hận không thể lập tức nhảy ra ngoài kêu to, ta chính là bá Tống. Xúc động như vậy. Bá Tống đạo hữu là nho ra nhất mạch. Tô Thị A thất hiếu kỳ hỏi. Tống Thư Hàng lệ rơi đầy mặt, không, không phải. Có lẽ là hắn lần thứ hai, huyền ma giảng pháp, thời gian, nói một nửa nho ra giảng pháp nội dung, lại dùng, nhìn là mang thai, nguyên nhân, dẫn đến chư thiên vạn giới tu luyện đều đưa hắn trở thành là nho môn tân tấn huyền thánh rồi hả? Tống tiền bối, người muốn xuất hiện sao? Vũ Nhu Tử hỏi. Tống Thư Hàng yếu ớt thở dài người ta đều lên tiếng hoan nghênh hắn cũng không thể tiếp tục co đầu rút cổ lấy A. Thế nhưng. Bạch tiền bối còn không có xuất quan, trong lòng của hắn không có đáy. Vũ Nhu Tử mong đợi nói, Tống tiền bối, nếu không, dẫn ta cùng một chỗ đi vào. Chúng ta muốn một cái anh Tuấn xuất hiện phương thức. Không, Vũ Nhu Tử ngươi trước ở tại chỗ này. Chúng ta bây giờ ai cũng không thể khẳng định, Thực Tiên Yến, sẽ phát sinh chuyện gì. Tống Thư Hàng trầm giọng nói. Cái kia, Tống tiền bối ngươi muốn một cái đẹp trai nổ tung xuất hiện phương thức, nhất định phải trấn trụ tất cả mọi người. Không thể yếu đi chúng ta, Cửu Châu nhất hào quần, khí thế. Vũ Nhu Tử lại nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cùng một thời gian, Cửu Châu nhất hào quần bên trong. Cuồng Đao Tam Lãng, Nằm Thảo, Quách Đại, ngươi làm sao chạy, phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông, làm trưởng lão rồi. Cái kia cầm trong tay trường kích, lớn tiếng hoan nghênh, bá Tống, trưởng lão, đúng là Cửu Châu nhất hào quần bên trong, phá dương kích Quách Đại. Quách Đại không chỉ người lớn lên hắc, hắn còn ưa thích trà sát đầu chó lầu tự hắc. Theo bên ngoài đến bên trong đều là hắc. Bắc Hà tán nhân, Quách Đại đạo trưởng một mực là, phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông, cung phụng trưởng lão, địa vị rất đặc thù. Tam lãng ngươi chẳng lẽ cũng không nhìn cá tính của hắn ký tên sao? Tiên nhân phủ ta nhô lên, kết tóc thụ trường sinh. Vậy hắn mỗi ngày trà sát đầu chó lầu sự tình, phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông người biết không? Cuồng Đao Tam Lãng một lời đâm chúng muốn chút. Bắc Hà tán nhân. Ai biết được. Ta đi ra, để chống tài khoản lên tiếng nói. Tống Thư Hàng hít sâu một hơi, chuẩn bị sẵn sàng. Vừa đến, đã bị người phát hiện, lại trốn ở đó cũng không phải là cái biện pháp. Thứ hai, hoan nghênh hắn người dĩ nhiên là, Cửu Châu nhất hào quần, bên trong tiền bối, cấp cho cái mặt mũi. Thứ ba, hắn có một cái bí thuật, vừa vặn có thể phát lên công dụng. Tống tiền bối, một lát ngươi xuất hiện thời gian, nhắm mắt lại hiệu quả sẽ tốt hơn. Vũ Nhu Tử đề nghị. Nhắm mắt lại, làm gì vậy? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Vũ Nhu Tử giơ ngón tay cái lên, nghe ta, không có sai. Tống Thư Hàng. Một lát sau. Tại tất cả mọi người mong đợi bên trong, một đạo hào quang lên không dựng lên, xuất hiện nơi chân trời. Làm mọi người ánh mắt nhìn chằm chằm vào đạo tia sáng này thời gian. Trong đầu liền sẽ hiển hiện, bá Tống Huyền Thánh, bá Nho Huyền Ma, hai cái thánh hào. Nghìn năm đệ nhất thánh, chính thức xuất hiện. Trong hư không, cái kia quang điểm chậm rãi hướng, Thực Tiên Yến, bí cảnh tiếp cận, hào quang càng khuếch trương càng lớn. Tại ở gần nhất định khoảng cách về sau, một cỗ uy vũ chiến xa theo quang điểm bên trong bước ra. Tôm hùm thần chiến xa. Uy phong lẫm lẫm hai cái hà long, lôi kéo kim sắc chiến xa theo quang điểm bên trong bước ra. Đồng dạng là họ rồng, cái này đầu chiến xa cấp bậc sẽ không so với Yêu Mộng Thánh Quân màu đỏ song long chiến xa kém.
Tuy rằng, hình tượng bên trên phải kém một ít. Chẳng qua, tôm hùm thần chiến xa chỉ là món ăn khai vị. Trên chiến xa, có một vị nam tử đầu đội độc giác như vương đầu khôi, mặc hoàng kim chiến xa, khoác lông thỏ áo choàng. Đồng thời còn có một nhô lên hoa lệ cánh quan tại hắn đỉnh đầu chậm rãi xoay tròn. Bá Tống Thánh Ấn, bá Nho Ma Ấn tại thu xếp tại chiến xa trái phải. Nhìn qua đã biết rõ, đây là khắc vàng người chơi. Bát phẩm, toàn bộ là bát phẩm. Lúc này, có mắt lợi phóng viên không khỏi lên tiếng nói. Bá Tống Huyền Thánh chiến xa, hắn khôi giáp, hắn áo choàng, mũ bảo hộ đầu, hắn trên ngón tay giới chỉ, bao tay, trên chiến xa đao, kiếm, cung, nỏ. Toàn bộ là bát phẩm pháp bảo. Con mắt muốn bị sáng mù. Bá Tống Thánh Quân không phải vừa mới tấn chức bát phẩm huyền thánh không lâu sao? Cái này nguyên bộ bát phẩm xa hoa trang bị là chuyện gì xảy ra? Cái kia, có thể hay không là địa phương nào có, cho thuê bát phẩm pháp khí, nghiệp vụ? Nếu có, ta khẳng định nguyện ý trở thành VIP khách nhân. Không hổ là nghìn năm đệ nhất thánh, khí thế kia, hoàn toàn không kém gì người a. Chờ chút. Đằng sau còn có đồ vật, có càng lớn đồ vật muốn xuất hiện. Tôm hùm thần chiến xa, vẫn chỉ là mới bắt đầu. Theo bá Tống Huyền Thánh chiến xa chậm rãi tiến lên về sau, tại hắn sau lưng, có một tòa to lớn thành nhỏ cũng theo, hào quang, bên trong hiện thân. Kim sư vương giả bức tường, bạch hổ vương giả bức tường, băng sa vương giả bức tường, lôi ưng vương giả bức tường, lại thêm nhiều yêu tiên cơ thần môn, cấu thành một tòa thành nhỏ cơ bản nhất. Cờ xí. Pháo đài, bảo tháp, gai ngược, chống trận, kèn. Vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành, rút lại loại hình. Song hạt nhân sau đó, Tống Thư Hàng trong cơ thể linh lực tăng vọt. Hắn hiện tại trước giờ cởi bỏ lục phẩm phong ấn, đem tam thập tam thú pháp khí tổ hợp. Lục phẩm, vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành, vô pháp đạt đến bát phẩm thời gian cái kia 300 mét cao lớn nhỏ. Chẳng qua, 30 mét cao vẫn phải có. 30 mét cao thánh thành, như trước vô cùng to lớn. Cái kia là vật gì? Lần này, không chỉ có là các phóng viên bị chói lọi mắt, đã liền bí cảnh bên trong mấy vị kia bát phẩm huyền thánh cũng bị kinh sợ đến. Bọn hắn có thể cảm giác ra, cái này thánh thành, đồng dạng là bát phẩm cấp bậc pháp khí. Tổ hợp pháp khí, hơn nữa pháp khí này cùng bá Tống Huyền Thánh hai bên mật thiết tương liên. Đây là bản mệnh pháp khí, Đông Qua Thánh Quân trầm giọng nói. Đồng cấp bậc bản mệnh pháp khí, nếu so với phổ thông pháp khí mạnh mẽ ra một bậc. Ta lần trước, chẳng lẽ liền là thua ở dạng này xa hoa đội hình xuống sao? Đông Qua Thánh Quân lẩm bẩm nói. Không đúng. Hắn lắc đầu, hắn trí nhớ ở chỗ sâu trong còn có một chút ấn tượng. Hắn thua ở bá Tống thời gian, là thua ở đối phương dưới đao. Đó là thiêu trời nấu biển một đao. Không phải dựa vào trang bị triển đè, mà là đường đường chính chính một đao hắn bị bại mạnh nhất phòng ngự. Nghìn năm đệ nhất thánh bá Tống Huyền Thánh. Quả nhiên là sâu không lường được nam nhân. Trong hư không, bá Tống Huyền Thánh chiến xa, thánh thành một chút tới gần. Thánh thành phía trên, truyền đến một hồi vui tai tiếng đàn. Còn kèm theo BGM. Mọi người thuận theo tiếng đàn phát ra chỗ nhìn lại, chỉ thấy tại thánh thành phía trên, một vị đẹp đẽ đến làm cho người ta quên hô hấp tiên tử, đang tại đánh đàn. Vị tiên tử này đang mặc váy dài, bên cạnh ngồi ở thánh thành bên trên. Nàng con mắt hơi trầm xuống, tại nàng khóe mắt phải có một viên lệ trí, vì tiên tử tăng thêm một tia vũ mị cảm giác. Năm đó, viễn cổ thiên đình bông hoa như thế nào hay nói giỡn. Nhạn vĩ tiên sinh tiên cầm vuốt vuốt, vui tai tiếng đàn vang lên, tiếng đàn như gió nhẹ vỗ về, lại như cam lộ buông xuống. Nghe tiếng đàn thời gian, tất cả mọi người cảm giác mình đạo tâm đều bị tẩy rửa được một loại. Đồng thời, tiếng đàn vang lên sau đó, lại có một đạo tiếng trời tiếng ca vang lên. Tại đánh đàn tiên tử đối diện, một vị đang mặc nho váy tiên tử, nhẹ giọng hát đệm. Vị này nho váy tiên tử thanh âm rất thấp, nhưng có thể truyền vào ở đây tất cả mọi người trong tai. Nghe được tiếng ca thời gian, mọi người chỉ cảm thấy xương cốt đều xốp giòn, không nói ra được thoải mái. Nho váy tiên tử tiếng ca thì càng tăng thêm cực kỳ khủng khiếp. Tiếng đàn có thể tẩy rửa tâm linh, mà nho váy tiên tử tiếng ca có thể lại để cho nghe được người cảm thấy mình trong lòng, tâm ma tạp niệm, bị hễ quét là sạch. Cái này tiếng ca, có phá tâm ma, công hiệu. Tiếng đàn kiên định đạo tâm, tiếng ca phá tâm ma. Bá Tống Huyền Thánh vừa đăng tràng, liền tất cả mọi người đưa lên một phần đại lễ. Cái này phô trương, khí thế kia. Nghìn năm đệ nhất thánh, danh bất hư truyền.
Về phần tường thành bên kia, 11 đầu bưng lấy nho ra bảo điển lớn tiếng vì chủ nhân cố lên thánh viên, bị đoàn người vô thức không để ý đến. Hầu tử nào có tiên tử đẹp mắt? Đánh đàn tiên tử, là bá tống huyền thánh công đức chi thân. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy người nào công đức chi thân hiện hóa, sẽ như thế trông rất sống động. Quả thực phảng phất như là có linh hồn một loại. Đông qua thánh quân trầm giọng nói. Cái kia ca hát tiên tử cũng rất đặc thù, nàng là cùng loại khí linh tồn tại. Chẳng lẽ nàng là tổ hợp pháp khí, khí linh? Yêu mộng thánh quân đồng thời nói. Bá tống huyền thánh tại ở gần, thực tiên yến, bí cảnh hơn trăm thước không trung về sau, dừng lại. Tại hắn sau lưng, cái kia, vĩnh viễn không sụp đổ, thánh thành hóa thành một đạo đạo kim sắc quang mang, trở về bá tống huyền thánh trong cơ thể. Công đức xà mỹ nhân, tạo hóa tiên tử một trái một phải thủ hộ tại bá tống huyền thánh bên người. Chiến xa, khôi giáp, áo choàng, toàn bộ tiêu tán. Thu hồi, vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành, về sau, bá tống huyền thánh từng bước một hướng phía dưới phương đi. Tấn chức ngũ phẩm cảnh giới, ngưng tụ kim đan về sau, Tống Thư Hàng đã có thể đạp không mà đi. Chẳng qua tại hắn đạp không mà đi lúc, Hắc Liên sẽ chủ động hiện ra, nâng lên lòng bàn chân của hắn. Hắn lấy Vũ Nhu Tử đề cử, Tống Thư Hàng nhắm mắt lại, dựa vào tinh thần lực, cùng công đức xà mỹ nhân thị giác chia sẻ, quan sát ngoại giới. Bá Tống Huyền Thánh nhắm mắt lại. Ta hiểu được, hắn bây giờ là không thể mở to mắt, một khi hắn mở to mắt, mọi người chúng ta đều mang thai. Không thể nhìn thẳng bá Tống Huyền Thánh. Ở đây các phóng viên đằng sau hậu trường, truyền âm nhập mật nói. Trong tích tắc, người ở chỗ này, hầu như không ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng bá Tống Huyền Thánh, tất cả đều khẽ cúi đầu xuống cho đại lão thế lực cúi đầu. Tống Thư Hàng hạ xuống Quách Đại Tiền Bối bên người, đưa tay đưa lên bản thân thiếp mời. Bá Tống Thánh Quân, mời Quách Đại làm ra mời động tác. Tống Thư Hàng mỉm cười, cùng theo Quách Đại Tiền Bối cùng nhau tiến nhập thực tiền yến hội trường. Tại bá Tống Thánh Quân thân ảnh triệt để sau khi biến mất, ở đây tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Chương 1412, vẫn chưa thỏa mãn bế quan. Bên kia, cái kia ở giữa bị chiến xa đụng được phòng nhỏ bên trong. Vũ Nhu Tử, Tô Thị A Thất, Đông Phương Lục Tiên Tử đang sắp xếp ngồi, nhìn trực tiếp. Tại trước mặt bọn họ, là một cái Tống Thư Hàng công đức ánh sáng biến thành con mắt. Ở trên hình chiếu ra, Tống Lão Ngưu bức kèm theo bối cảnh âm nhạc lườm ai người đó mang thai Thư Hàng toàn bộ hành trình hình ảnh HD. Hồ cuối cùng lăn lộn trôi qua. Lúc này, trong phòng lại có một cái Tống Thư Hàng thở phào nhẹ nhõm nói. Đúng vậy, Tống Thư Hàng bản thể còn trốn ở phòng nhỏ trong. Lúc trước hắn đã từng nói qua, hắn có một cái bí thuật vừa vặn có thể phát lên công dụng, đó chính là hắn vừa nắm giữ không lâu ngâm quần phân thân thuật. Bá Tống Đạo Hữu, người cái này phân thân thuật là chuyện gì xảy ra? Liền mặt khác huyền thánh cũng không cách nào khám phá. Đông Phương Lục Tiên Tử hỏi. Nàng ban đầu muốn gọi bá Tống tiền bối, nhưng vị này bá Tống tiền bối làm sao cũng không chịu đáp ứng. Bởi vì này cái phân thân thuật, không phải phổ thông phân thân thuật. Tống Thư Hàng yếu ớt thở dài. Cái này phân thân thuật bản chất thế nhưng là, bá Tống A. Từ, Vân Tước Tiên Tử mắt cộng bá Tống huyền thánh mắt, chế tạo mà thành phục sinh pháp khí. Phục sinh phía sau dự phòng thân thể, trải qua bạch tiền bối thủ đoạn, dung nhập vào bản thể bên trong, đã thành đặc thù phân thân thuật. Cái này phân thân thuật cùng bản thể hoàn toàn giống nhau. Phân thân năng lượng cùng bản thể chia sẻ, hành động thời điểm trực tiếp rút ra bản thể năng lượng. Quan trọng nhất là, phân thân cho dù chết cũng không quan hệ, hắn sẽ quay về bản thể, được một đoạn thời gian có thể một lần nữa bình phục duy nhất trừng phạt, liền là bản thể cùng giải quyết bước cảm ứng được, tử vong, thống khổ. Đối với Tống Thư Hàng loại này chết không chỉ một lần người mà nói, chết một lần thống khổ không có có gì đáng lo. Chết lấy, thành thói quen. Vì đạt được cái này phân thân thuật, hắn thế nhưng là lãng phí một cái phục sinh cơ hội. Được cái về sau, hắn lại từ cái gì cũng có thể bán, đại lão cái kia mua được một cái, phục sinh thập tự giá mạng nhỏ lại có bảo đảm. Loại này phục sinh tại tay cảm giác, làm cho người ta trong nội tâm nặng trịch, ổn. Tại bạch tiền bối còn không có xuất quan hiện tại, còn là lại để cho phân thân đi vào tương đối thỏa đáng. Ngộ nhỡ đã xảy ra ngoài ý muốn, cũng không cần lo lắng. Tống Thư Hàng nói. Công đức ánh sáng hình chiếu trong tấm hình. Tống Thư Hàng lẫn vào thực tiên yến, được sắp xếp đến huyền thánh khu nghỉ ngơi vực. Thực tiên yến còn chưa có bắt đầu, tới trước khách nhân đều được sắp xếp đến bí cảnh khu nghỉ ngơi trước tiến hành nghỉ ngơi.
nếu như muốn ngủ hoặc là ngồi xuống, cũng có chuyên môn sân bãi. Yêu Mộng Thánh Quân, Thanh Loan Thánh Quân, Đông Qua Thánh Quân ngồi ở trong khu nghỉ ngơi. Đông Qua Thánh Quân đang tại hướng hai vị uy tín lâu năm Thánh Quân thỉnh giáo một ít, huyền thánh cảnh giới, kinh nghiệm, cùng với thánh ấn sử dụng kỹ xảo. Tống Thư Hàng bị Quách Đại Tiền Bối dẫn tới ba vị huyền thánh bên cạnh. Tống Thư Hàng, nếu như có thể lời nói, hắn thật muốn tìm lấy cớ đi nghỉ ngơi một chút. Bá Tống Thánh Quân, Bá Tống Đạo Hữu, Bá Tống, ba vị thánh quân tất cả đồng thanh kêu. Tống Thư Hàng nhắm mắt lại, mỉm cười, đành phải tại ba vị thánh quân bên cạnh ngồi xuống. Sau đó, ba vị thánh quân nhìn qua Bá Tống, bầu không khí đột nhiên trầm mặc lại. Đừng trầm mặc a, nói chút gì đó a. Sợ nhất bầu không khí đột nhiên yên tĩnh a. Các ngươi lúc trước nói chuyện thật tốt, ta vừa xuất hiện các ngươi liền đã trầm mặc, ta rất lúng túng. Chẳng lẽ muốn chờ ta mở lời đề tài sao? Nhưng ta muốn nói chút gì đó. Để cho ta ngẫm lại, bát phẩm huyền thánh nói chuyện phiếm thời gian, một loại trò chuyện cái gì? Vọng Thiên, ta chỉ là ngũ phẩm tiểu tu sĩ, đâu hiểu bát phẩm tu sĩ muốn trò chuyện cái gì a? Nếu không, ta cho mọi người kể chuyện cười. Tống Thư Hàng tế bào não đều chết hết một mảnh. Bên trong căn phòng nhỏ, đã trầm mặc cũng tốt. Cái kia phân thân của ta có thể yên tĩnh ngẩn người. Tống Thư Hàng bản thể ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại tình trạng của hắn là nhiều lời nhiều sai, không nói lời nào là tốt nhất. Im lặng là vàng. Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong. Cuồng Đao Tam Lãng, Vọng Thiên, Bá Tống Thánh Quân xuất hiện hình ảnh quả thực nổ tung. Tam Lãng đem vừa rồi Tống Thư Hàng xuất hiện video phát đến trong nhóm. Cuối cùng một khắc, khi tất cả người hướng đại lão thế lực cúi đầu lúc, Tam Lãng hoàn toàn không có cúi đầu, ngược lại cầm lấy sửa đổi điện thoại đập vô cùng sung. Nhìn là mang thai, loại đồ vật này hắn Cuồng Đao Tam Lãng sẽ sợ. Coi như là mang thai, hắn còn có thể vui vẻ. Thể nghiệm tình thương của mẹ, không tồn tại. Phát xong video về sau, Cuồng Đao Tam Lãng lại thuận tiện thất sinh phù phủ chủ cùng với thất thu thánh quân. Thất thu tiền bối, thất sinh phù đạo hữu, Bá Tống thánh quân đã thành công xuất hiện, kế tiếp tự xem các ngươi. Oanh oanh liệt liệt tới đây một sóng đi, để cho chúng ta, Cửu Châu Nhất Hào quần, vào hôm nay danh chấn thực tiên yến đi. Cuồng Đao Tam Lãng nói. Thất sinh phù phủ chủ. Nếu không phải hắn đánh không lại Tam Lãng, hôm nay thực tiên yến bên trên, hắn nhất định phải dùng lá bùa đem Tam Lãng dán thành một đống. Thất tu thánh quân, luôn cảm giác bộ này pháp khí nhìn rất quen mắt. Hoàng Sơn tâm tính thiện lương mệt mỏi thật là muốn về hưu, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Không nghĩ tới Bá Tống đem chúng nó chế tạo xong, hơn nữa là nguyên bộ bát phẩm. Không, ta nói vô cùng nhìn quen mắt không phải ý tứ này. Ta cuối cùng cảm giác, bộ này pháp khí một ít chi tiết, rất giống là bút tích của ta. Thất tu thánh quân nói. Phượng Hoàng Đao Mạt Lị, bộ này pháp khí, đại bộ phận đều là ta chế tạo, tuyệt đối. Ta không có nhìn lầm. Đây là lục tu tiên tử Gom Lê, nàng rất sớm phía trước ngay tại Cửu Châu Nhất Hào quần trong. Chẳng qua chưa từng phát biểu. Nhưng hôm nay, nàng rốt cuộc nhịn không được phát ra tiếng. Để chống tài khoản, đúng vậy. Bộ này pháp khí là lục tu tiên tử cộng thất tu tiền bối cùng chung chế tạo. Nhưng vì cái gì ta một chút ấn tượng cũng bị mất. Lục tu tiên tử lẩm bẩm nói. Thất tu thánh quân, ha ha, nguyên lai là ta cùng lục tu cùng một chỗ chế tạo đó a. Cái kia Bá Tống đạo hữu, kim tâm không? Để chống tài khoản, ha ha. Thất tu thánh quân, người mời lục tu chế tạo pháp khí, quá trình ghim tâm đi. Đại trùy 100, tiểu trùy 50, một gõ một giá, ghim tâm đi. Ha 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 ha, nhớ tới cái kia hình ảnh, ta liền không nhịn được. Hơn nữa còn là 33 kiện nguyên bộ, được ghim 33 lần tâm A. Để chống tài khoản. Ừ, thất tu tiền bối cùng lục tu tiên tử, các ngươi vui vẻ là được rồi. Phượng Hoàng Đao Mạt Lị, vì cái gì nhớ tới việc này thời gian? Ta ngược lại ngực khó chịu, có loại thở không nổi cảm giác. Thậm chí cảm giác tâm như là bị vạn tiễn xuyên tâm rồi hả? Tống Thư Hàng lần nữa khẽ gật đầu. Tiên tử ngươi có loại cảm giác này là được rồi. Cuồng Đao Tam Lãng, thất tu tiền bối, các ngươi chuẩn bị xuất hiện sao? Ta đang mong đợi đây. Bạch Thánh không có đi ra, chúng ta trước không qua. Thất tu thánh quân bình tĩnh nói. Thất sinh phù phủ chủ, Bạch Thánh còn không có đi ra sao? Hoàng Sơn tâm tính thiện lương mệt mỏi thật là muốn về hưu, ta lại đi nhìn xem, đậu đậu nửa ngày cũng không có trở về tin tức.
phòng nhỏ bên ngoài. Đông Phương Lục tiên tử đang tại sửa chữa nàng chiến xa, nàng còn không có buông tha triển đè Tam Lãng, không biết Tam Lãng tiền bối lại từ lúc nào đắc tội tiên tử rồi hả? Bên kia, Tô Thị A Thất đang cau mày, nhìn qua Vũ Nhu Tử. Lúc trước, bá Tống, tại Cửu Châu Nhất Hào Quần thảo luận được, hắn quên mất đáng yêu Tô Thị hậu bối, cùng với bá Tống cùng một chỗ. Hơn nữa là nữ hài tử. Hiện tại, bá Tống mang theo cái này chân dài nữ hài tử chạy tới. Nàng chính là mình quên đi đáng yêu hậu bối sao? Cái này gen, nhìn qua không quá giống là thiên hà Tô Thị bộ dạng A. Vũ Mao tiên tử, người họ Tô sao? Tô Thị A Thất hỏi quên vị tiên tử này đạo hiệu tên đầy đủ. Nàng sẽ là Tô Thị Vũ Mao sao? Vũ Nhu Tử nghi hoặc mở chừng hai mắt, tâm Tô. Ta tại sao phải tâm Tô? Một bên Tống Thư Hàng cười ra tiếng, A Thất tiền bối, người nhận sai. Nàng là Vũ Nhu Tử, không phải Tô Thị A Thập Lục. A Thập Lục, ta quên hậu bối là A Thập Lục, Tô Thị A Thất nhẹ gật đầu. Đã có thể kế thừa, Thập Lục, cái số này, vậy hẳn là vị thiên tài hậu bối. Cái kia, ta hậu bối đây, Tô Thị A Thất hỏi. Tại hạch tâm thế giới của ta đem nàng chuyển di đi ra. Tống Thư Hàng cười nói. Đang lúc hắn chuẩn bị đem Tô Thị Thập Lục thả đi ra thời điểm. Đột nhiên, sau lưng truyền đến ngẩng cao bốn tiếng kêu thảm. A a a a. Tống Thư Hàng khóe miệng co giật. Hắn cứng ngắc xoay đầu lại, nhìn về phía sau lưng công đức hình chiếu màn hình. Trên màn hình, ba vị huyền thánh cùng Tống Thư Hàng trầm mặc như trước mà ngồi. Nhưng vào lúc này, Tống Thư Hàng sau lưng một vị tiên tử kêu thảm bốn tiếng, chậm rãi té xuống. Ba vị huyền thánh một mặt mộng bức. Tống Thư Hàng bản thể. Lần này kêu thảm ngã xuống không phải công đức xà mỹ nhân, mà là tạo hóa tiên tử. Tại hắn sau lưng. Công đức xà mỹ nhân lúc này đang trừng to mắt nhìn chằm chằm vào trên mặt đất tạo hóa tiên tử, một mặt không dám tin. Ngã xuống đất tạo hóa tiên tử tìm cái tư thế thoải mái, nghẹo đầu, chết rồi. Công đức xà mỹ nhân hai mắt càng trợn trừng càng lớn, nàng cảm giác mình bị đoạt trò. Khụ, lúc này, Tống Thư Hàng cơ chí ho khan một tiếng, bổn tọa cảm giác bầu không khí quá sâu mặc niệm, vì vậy sinh động một chút bầu không khí. Yêu Mộng Thánh Quân mỉm cười, ta tựa hồ nhớ lại ít đồ. Là bá Tống huyền thánh lần đầu tiên giảng pháp nội dung. Nhân tiền hiển thánh, huyền thánh giảng pháp nội dung, sẽ không bởi vì Tống Thư Hàng, hóa trong suốt, bị người quên lãng. Nhiều nhất liền là giảng pháp thời gian, Tống Thư Hàng, hình tượng biến mơ hồ, làm cho người ta không nhớ được bộ dáng của hắn. Thanh Loan Thánh Quân nghe được, giảng pháp, hai chữ về sau, song mặt ửng đỏ, khẽ cúi đầu. Đông qua Thánh Quân, bá Tống đạo hữu, ta và ngươi hẹn cái thời gian. Lại luận bàn một lần như thế nào? Hắn nghẹn những lời này đã lâu rồi, chỉ là bầu không khí quá sâu mặc niệm, hắn một mực không có cơ hội mở miệng. Tống Thư Hàng mỉm cười, không có vấn đề, thực tiên yến về sau, chúng ta hẹn cái thời gian tái chiến. Dù sao hắn bây giờ là tiểu trong suốt trạng thái, ước chiến gì gì đó, căn bản không sợ. Ước định tốt sự tình, một lát nữa, Đông Qua Thánh Quân liền sẽ quên mất. Chỉ cần đem ước chiến thời gian kéo mấy ngày. Đến lúc đó cái gì huyền thánh cuộc chiến, cũng không tồn tại. Quả nhân quả như kỳ mẫu thông minh. Tốt, chúng ta đây liền hẹn tại mùng 10 tháng 10, đỉnh tử cấm thành. Đông Qua Thánh Quân nói. Không có vấn đề, Tống Thư Hàng một cái nhận lời. Cửu Châu Nhất Hào Quần. Hoàng Sơn tâm tính thiện lương mệt mỏi thật là muốn về hưu, toàn thể thành viên, Bạch Thánh xuất quan. Bạch tiền bối, cuối cùng kết thúc bế quan. Bạch Thánh, nghi hoặc biểu lộ A. Các ngươi mọi người đều đang đợi ta xuất quan. Vạn hạnh, Bạch tiền bối rốt cuộc đi ra. Tống Thư Hàng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Bạch tiền bối, vốn đang chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian, chẳng qua đột nhiên nhớ tới, ta lúc trước đã đáp ứng muốn dẫn Thư Hàng ngươi cùng A Thập Lục, Vũ Nhu Tử cùng đi thực tiên yến, vậy là liền chấm dứt bế quan đi ra. Nói thật, lần này bế quan còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Chương 1413, đây là báo ứng sao? Cảm động, Bạch tiền bối bế quan lúc, còn có thể nhớ tới dẫn bọn hắn đi thực tiên yến chơi đùa sự tình. Đến lúc đó thực tiên yến bên trên nếu là có Bạch tiền bối thích ăn đồ vật, nhất định phải cho Bạch tiền bối ăn hai phần. Thư Hàng, tọa độ của các ngươi phát ta trực tiếp mang Hoàng Sơn đạo hữu cùng đậu đậu đi các ngươi cái kia. Bạch tiền bối lại tại trong nhóm nói. Thiên đạo phòng tối, hóa trong suốt, từ vừa mới bắt đầu liền đối với Bạch tiền bối không có tác dụng. Vũ Nhu Tử tại, Cửu Châu Nhất Hào Quần, trong phát cái tọa độ chia sẻ. Ta lập tức đi tới.
Bạch tiền bối nói. Lúc này, Hoàng Sơn tâm tính thiện lương mệt mỏi thật là muốn về hưu nói, Bạch Thánh chờ một chốc, ta có nhiều thứ muốn lấy một chút, lập tức tới liền. Tốt, Bạch tiền bối nói. Từ khi lĩnh ngộ không gian thiên phú về sau, chạy đi cũng không cần nóng nảy. Ta là Hoàng Sơn đại nhân Trung Khuyển, Bạch tiền bối, hai người chúng ta lặng lẽ đem Hoàng Sơn đại ngốc ném đi, hắn lề mà lề mề. Hệ thống nhắc nhở, ta là Hoàng Sơn đại nhân Trung Khuyển đã bị nhân viên quản lý cấm ngôn một ngày. Cuồng đao tam lãng, đậu đậu, người bị cấm ngôn thật thê thảm a. Bắc Hà tán nhân, là Hoàng Sơn tiền bối cấm ngôn. Đại La giáo Vũ Nguyệt chân quân, không, là ta cấm. Ngón tay cái biểu lộ. Bắc Hà tán nhân. Vũ Nguyệt tiên tử, hôm nay có đạo hữu cho ta tính một quẻ, nói ta hôm nay không thích hợp gặp phải tiểu cẩu, cũng không nên cùng tiểu cẩu giao lưu. Vì vậy, ta đem đậu đậu cho cấm, miễn cho đậu đậu chủ đề dẫn tới hứng thú của ta. Lệ Chi tiên tử, mồ hôi lạnh biểu lộ. Tính hắc quẻ đích xác quẻ. Bắc Hà tán nhân hỏi. Không, không phải, nếu như là đồng quái quẻ, ta sẽ ngược lấy cân nhắc. Vũ Nguyệt tiên tử nói. Đồng quái tiên sư kéo cái phân cũng nằm bị thương. Thiên hạ quẻ sư nhiều như vậy, bằng cảm giác gì tất cả quẻ đều là ta tính toán. Bởi vì ngươi đen, Bắc Hà tán nhân nói. Đồng quái tiên sư, lớn lên đen không phải Quách Đại sao? Phá Dương kích Quách Đại, manh manh đậu đậu đầu chó biểu lộ. Phá Dương kích Quách Đại, phẫn nộ trà sát trên lầu đầu chó biểu lộ. Phá Dương kích Quách Đại, ăn tô mì đều trúng đạn. Lớn lên đen sẽ không nhân quyền rồi hả? Quách Đại lớn lên đen, nhưng hắn răng trắng. Thất sinh phù phủ chủ thay Quách Đại tranh biện nói. Phá Dương kích Quách Đại khiêm tốn nói, kỳ thật hàm răng của ta không tính trắng, Tuyết Lang đạo hữu hàm răng mới đặc biệt trắng, làm cho người ta hâm mộ. Hắn nhất định thường xuyên dùng hắc tả kem đánh răng. Hắc tả kem đánh răng là ai nhà sản phẩm, cho Quách Đại đạo hữu quảng cáo phí hết sao? Diệt Phượng công tử cười hắc hắc nói, mặt khác, có câu nói kêu, trắng mở ra bên trong đều là đen. Tuyết Lang đạo hữu toàn thân đều trắng như tuyết, có lẽ mới là chúng ta trong nhóm vô cùng bụng đen chính là cái kia. Ta đều điệu thấp không dám nói tiếp nữa, cái này đều trúng đạn. Tuyết Lang động chủ một mặt mộng bức. Đặc biệt mã người nào mở thương, vòng mấy cái vòng, cuối cùng đánh trả bên trong hắn. Cửu Châu nhất hào quần, nằm bị thương dây xích. Bạch Thánh xuất quan tin tức truyền ra về sau, Cửu Châu nhất hào quần đạo hữu nhóm tới tấp đứng lên, tiến về trước thực tiên yến, hội trường. Nguy cơ tín hiệu giải trừ. Kế tiếp là hưởng dụng, thực tiên yến, thời gian. Lúc này, Cửu Châu nhất hào quần bên trong. Bạch tiền bối lại phát cái tin tức, ồ, có cái không tiếp thu, huyền thánh giảng pháp, ta bế cái quan thời gian, lại có tân huyền thánh xuất hiện. Thứ tám thánh là ai? Chờ chút bạch tiền bối, trước đừng nhìn. Tống Thư Hàng dùng giọng nói công năng nhanh chóng kêu lên. Đây không phải thứ tám thánh giảng pháp, đây là, bá nho huyền ma, giảng pháp, nhìn sẽ mang thai. Ồ, ta đã tiếp thu, có vấn đề gì không? Bạch tiền bối nói. Sẽ mang thai, Tống Thư Hàng cười khổ nói. Huyền ma giảng pháp thời gian, cái kia đạo, nhìn là mang thai, là nho gia thánh nhân chi nhãn phát ra, cùng trải qua huyền ma giảng pháp tắc củng cố. Liên kiếp thiên đều trúng chiêu, chỉ có trường sinh giả cấp bậc tồn tại mới có thể miễn dịch. Bạch tiền bối trước mắt là bát phẩm huyền thánh cảnh giới, chỉ sợ không cách nào miễn dịch, nhìn là mang thai. Kỳ quái, lấy bạch tiền bối số mệnh, theo lý có lẽ sẽ xảo diệu né qua. Huyền ma giảng pháp, mới đúng chứ, vì cái gì hắn chọn tiếp thu giảng pháp? Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ, bạch tiền bối sâu trong đáy lòng đối với, mang thai, loại sự tình này cũng không bài xích, thậm chí sẽ cảm giác chơi rất khá. Vì vậy, hắn mới có thể tiếp thu, huyền ma giảng pháp. Viên tránh thai, nhanh phục dụng viên tránh thai, giảng pháp vừa mới bắt đầu, còn tới kịp. Muốn sinh một chi bóng đá nam giao phách kích động nói. Đậu đậu vậy có ô mai vị, nhanh cho bạch tiền bối đưa một viên. Cổ Hồ Quan chân quân đề nghị. Bạch tiền bối, không vội. A, à, là Thư Hàng ngươi giảng pháp a, ngươi tại sao lại giảng pháp rồi hả? Để chống tài khoản, nước mắt đổ đầy mặt biểu lộ, lại nói tiếp đều là nước mắt, lúc trước bị kéo vào đến ma kiếp thế giới, bị ma lôi cùng kiếp lôi một bữa cuồng bổ. Cửu tử nhất sinh về sau, mới lấy được huyền ma danh xưng. Còn có loại này thao tác. Bạch tiền bối sờ sờ cầm, cái kia, nếu như ta bị người kéo vào đến ma kiếp thế giới lời nói. Ừ, chuyện này trước ghi nhớ.
đến lúc đó cùng Tống Thư Hàng, cái khác Bạch tiền bối, gặp mặt về sau, có thể tâm sự ma kiếp sự tình. Thư Hàng lần này giảng pháp nội dung không tệ, chẳng qua ngươi giảng pháp trạng thái có phải hay không có điều chỉnh tốt. Lần sau phải chú ý, Bạch tiền bối nhắc nhở. Giảng pháp rất trọng yếu, đặc biệt là huyền thánh giảng pháp, tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu không, có thể sẽ đưa tới tâm ma. Bắc Hà tán nhân, lần sau giảng pháp. Lệ Chi tiên tử, lần sau giảng pháp. Tuyết Lang động chủ, còn có lần sau. Bá Tống huyền thánh, bá Nho huyền ma, một người đã nhận thầu hai lần giảng pháp. Chẳng lẽ hắn còn phải lại giảng lần thứ ba? Sau đó hiện thế, cửu u thế giới về sau, chẳng lẽ còn có địa phương khác danh xưng, cung cấp bá Tống huyền thánh đi chinh phục. Tống Thư Hàng vội la lên, bây giờ không phải là nói chuyện này lúc a, Bạch tiền bối, nhanh chấm dứt giảng pháp tiếp sóng đi. Lại nhìn xuống, liền là, Nho gia thánh nhân chi nhãn, phát động thời điểm. Đang khi nói chuyện, Vũ Nhu Tử bên người truyền đến một hồi không gian chấn động. Sau đó, Bạch tiền bối mang theo Hoàng Sơn tiền bối cùng một cái Pekinjit xuất hiện. Không gian năng lực, có đôi khi quá tiện lợi. Vũ Nhu Tử thấy Pekinjit trạng thái đậu đậu về sau, tò mò ngồi xổm xuống, sờ lên đầu của nó, đậu đậu, ngươi không phải hóa thành nhân hình sao? Vị tiểu thư xinh đẹp này tỷ, ngươi là ai nha? Đậu đậu lè lưỡi nói. Ừ, hôm nay đạo hiệu kỳ thật còn không có nghĩ kỹ. Vũ Nhu Tử híp mắt suy nghĩ một chút, đột nhiên nhãn tình sáng lên, hôm nay đạo hiệu ta muốn bản thân muốn. Mùng 6 tháng 10, đạo hiệu liền kêu Vũ Sở Sở đi. Tống Thư Hàng. Tiểu tỷ tỷ, ta gọi đậu đậu. Bên cạnh Hoàng Sơn Đại Ngốc là người hầu của ta. Ta là tứ phẩm đỉnh phong đại yêu, hơn nữa trước giờ đã có được huyễn hóa thành người năng lực. Nhà ta đáy phong phú. Hoàng Sơn Đại Ngốc tài sản tương lai đều để ta làm kế thừa. Đậu đậu ngẩng đầu đỉnh ngực, vì vậy, tiểu tỷ tỷ chúng ta hẹn không? Không hẹn, Vũ Nhu Tử dùng sức xoa xoa đậu đậu đầu chó. Đậu đậu sở sở khống màn cuối hết thuốc chữa. Lại nói, gặp qua các loại khống, chưa từng thấy được giống như đậu đậu dạng này khống một cái tên. Đậu đậu chó sinh bên trong, đến cùng đã trải qua cái gì? Ồ, phía trước giảng pháp giảng thật tốt. Tại sao phải đổi thành Nho gia giảng pháp? Như thế nào là hiếu thuận? Như thế nào là yêu thương? Bạch tiền bối lại đột nhiên nghi hoặc hỏi. Vọng thiên, bạch tiền bối còn chưa kết thúc, huyền ma giảng pháp tiếp sóng. Bạch tiền bối mau dừng lại ngay. Tống Thư Hàng kêu lên, phía dưới không có giảng pháp nội dung, mà là Nho gia thánh nhân chi nhãn xuất hiện. Tại sao phải dừng lại? Bạch tiền bối hỏi ngược lại, ta nhìn hồi lâu giảng pháp, chờ đúng là thánh nhân chi nhãn xuất hiện. Quả nhiên, bạch tiền bối sở dĩ sẽ tiếp thu, huyền ma giảng pháp, nguyên nhân, là bởi vì hắn bản thân đối với, nhìn là mang thai, rất cảm thấy hứng thú. Sau một khắc, Vũ Nhu Tử, Tô Thị A Thất, Đông Phương Lục Tiên Tử, Hoàng Sơn Tiền Bối, Đậu Đậu Cộng Tống Thư Hàng, tất cả đều nhìn thẳng bạch tiền bối. Số mệnh vô song bạch tiền bối, tại đối mặt nhìn là mang thai thời gian, hắn sẽ mang thai sao? Tiếp sóng huyền ma giảng pháp còn đang ở kéo dài. Ngủ say hình thức Tống Thư Hàng trong miệng rồi lại lên tiếng tâm tình cùng mậu phát ra tiếng, cha mẹ mỗi người, là người gốc rễ. Hôm nay đã nói đầu đề vì chỉ hiếu, tình thương của mẹ quyển sách. Theo giảng pháp kéo dài, rốt cuộc đến giảng pháp cuối cùng một khắc. Nho gia thánh nhân chi nhãn đồ án hiển hiện tại Tống Thư Hàng sau lưng. Sau một khắc, cái kia đạo lại để cho chư thiên vạn giới tu sĩ nói chi biến chủng loại hào quang, bắn phá hướng bạch tiền bối. Bạch tiền bối không trốn không né, chính diện đã nhận lấy đạo này nhìn là mang thai. Bạch tiền bối sẽ mang thai sao? Sẽ thống khổ kêu ra tiếng tới sao? Lòng mang tò mò Vũ Nhu Tử, yên lặng móc ra điện thoại di động của mình, điều chỉnh tốt góc độ. Bạch tiền bối biểu lộ bao đã thật lâu không có đổi mới. Là lúc đổi mới một sóng. Mang thai bạch tiền bối biểu lộ. Sinh nở bạch tiền bối biểu lộ. Thống khổ bạch tiền bối biểu lộ. Nhất định rất được, cửu châu nhất hào quần, các tiền bối hoan nghênh. Nhìn là mang thai, quét tại bạch tiền bối trên thân, nhưng bạch tiền bối không chút sức mẻ. Sau một lúc lâu, bạch tiền bối nghi ngờ nói, tiếp sóng không có hiệu quả sao? Không biết a, thất thu tiền bối cùng lục tu tiên tử lúc trước liền chúng chiêu a, tiếp sóng, nhìn là mang thai, cùng trực tiếp thời gian có được đồng dạng công hiệu. Hoàng Sơn Chân Quân nói, đang khi nói chuyện. Theo bạch tiền bối trên thân đột nhiên có một đạo thân ảnh, té ngã, đi ra. Là cái khác bạch tiền bối. Nói đúng ra, là bạch tiền bối phân thân.
Lúc này, Bạch Tiền Bối phân thân không nói một lời, yên lặng ngẩng đầu vọng thiên, sau một lúc lâu phun ra một chữ thảm. Đoàn người theo bản năng đem ánh mắt hướng về Bạch Tiền Bối phân thân chỗ bụng. Kỳ quái, không có 10 tháng hoài thai dấu hiệu a. Đây là báo ứng sao? Bạch Tiền Bối phân thân mặt không chút thay đổi nói. Tống Thư Hàng. Nhưng mà, lần trước cầm lấy bản thể ngươi làm, tự động truy tung vô địch ám khí, vãi đi ra cũng không phải ta, vì sao cái này nổi phải rơi vào trên đầu ta? Tuy nói tất cả mọi người là phân thân, nhưng lần trước chính là cái kia phân thân đã biến mất, ta đeo cái nổi đen. Bạch Tiền Bối phân thân tiếp tục mặt không biểu tình, nghiêm túc nói thảm đau đau. Vừa nói đau, một bên rồi lại mặt không biểu tình. Lại thêm phân thân cùng Bạch Tiền Bối bản tôn hoàn toàn nhất trí đẹp trai dung nhan. Cái này Bạch Tiền Bối phân thân, rất manh. Đau quá muốn chết rồi a à, cái này Bạch Tiền Bối bình tĩnh kêu lên. Đã liền kêu thảm, cũng không có lên tiếng tuyến chấn động. Xem ra, Bạch Tiền Bối bản tôn bị, nhìn là mang thai, thương tổn, bị phân thân khiêng đi. Chương 1414, Bạch Tiền Bối cùng vĩnh viễn không ngừng nổi giận tàn dương. Tống Thư Hàng. Hắn còn nhớ rõ, lúc ấy Bạch Tiền Bối phân thân đem bản thể trở thành vô địch ám khí văng ra về sau, còn tin thể bình thản nói, bản thể chính là ta chính là bản thể. Ta làm sao đối với ta bản thân đương nhiên không có vấn đề a. Kết quả không có mấy ngày, phân thân liền thay bản tôn khiêng, nhìn là mang thai. Đây là báo ứng đi. Thảm Bạch Tiền Bối phân thân nhìn chằm chằm vào bản thể, nghiêm túc nói. Bạch Tiền Bối. Đau Bạch Tiền Bối phân thân mặt không biểu tình kêu thảm. Bạch Tiền Bối nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, đem cái này trước mặt co quắp phân thân giải trừ. Ồ, đừng giải trừ a, Bạch Tiền Bối người cái này phân thân rất manh đó a. Vũ Nhu Tử nói. Bạch Tiền Bối bình tĩnh lấy điện thoại cầm tay ra, cưỡng ép nói sang chuyện khác, thời gian không còn sớm, nếu không, chúng ta xuất hiện. Vừa kết thúc bế quan, có chút đói. Chúng ta đi tìm Biệt Tuyết Tiên Tử. Nếu như nàng đừng vội lời nói, để nàng tại thực tiên yến phía trước cho chúng ta mở trận nhỏ. Ta không có ý kiến, Tống Thư Hàng nhấc tay nói. Mặc dù có điểm đáng tiếc, bất quá ta đồng ý. Vũ Nhu Tử đồng dạng nhấc tay nói. Tô Thị A Thất, Đông Phương Lục Tiên Tử, Hoàng Sơn Tiền Bối, Đậu Đậu cũng tự nhiên sẽ không phản đối. Chúng ta đây đi, Bạch Tiền Bối đưa tay vung lên, dẫn đầu nói. Chờ chút, Bạch Tiền Bối. Lúc này... Đông Phương Lục Tiên Tử nói, mỗi một vị huyền thánh xuất hiện, đều có lớn phô trương, còn có Trường Sinh Kiếm Tông, trưởng lão đón chào. Bạch Tiền Bối người hôm nay cũng là huyền thánh, không anh Tuấn xuất hiện một sóng sao. Xinh đẹp xuất hiện, lớn phô trương, a, à, nghĩ tới, Bạch Tiền Bối nhớ lại bản thân năm đó tham gia thực tiên yến quá trình. Mỗi một vị huyền thánh cấp đại năng đến thời gian, đều có người chịu trách nhiệm nghênh đón. Bạch Tiền Bối bản thân vừa tấn chức huyền thánh. Còn không có nghĩ vậy một chút. Suy tính một lát sau, Bạch Tiền Bối lắc đầu, chẳng qua phô trương gì gì đó, không có ý gì. Còn là ăn cái gì càng thú vị điểm, chúng ta trực tiếp đi qua là được. Kỳ thật Bạch Tiền Bối hoàn toàn dùng không là cái gì phô trương, chỉ cần đối với người xem mỉm cười, liền là tốt nhất phô trương. Vũ Nhu Tử nói. Đáng tiếc, lúc trước bá Tống Huyền Thánh phô trương rất đẹp trai, vì vậy chúng ta đối với Bạch Tiền Bối phô trương cũng rất cảm thấy hứng thú. Đông Phương Lục Tiên Tử che miệng cười khẽ. Bạch Tiền Bối nghi hoặc nhìn về phía Tống Thư Hàng, người xuất hiện rồi hả? Lúc trước không cẩn thận bị người phát hiện, đành phải phái phân thân tiên tiến đợt ứng phó rồi một chút. Tống Thư Hàng nói. Bạch Tiền Bối nhẹ gật đầu, nói chẳng qua, ta không có bất kỳ chuẩn bị. Hơn nữa, ta yêu mến nhất tiên thuyền cũng bị hủy diệt rồi. Vì vậy, ta hiện tại muốn bày cái phô trương cũng bày không đi ra. Vì vậy tính. Chúng ta cùng một chỗ vào đi thôi. Nếu không, ta bộ kia trang bị mượn Bạch Tiền Bối ngươi sử dụng. Tống Thư Hàng ý tưởng đột phát. Đầu bộ, Bạch Tiền Bối hiếu kỳ hỏi. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, ta tại huyền ma kiếp bên trong luyện chế thành công. Tống Thư Hàng nói. Tống Tiền Bối bộ kia pháp khí, vượt qua đẹp trai. Vũ Nhu Tử đưa lên điện thoại di động của mình, đem cuồng đao tam lãng thu, Tống Thư Hàng, xuất hiện thu hình lại. Phát ra cho Bạch Tiền Bối quan sát. Vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành, tôm hùm thần chiến xa, tiên tử khải đàn, tạo hóa tiên tử hiến hát. Bá Tống Huyền Thánh xuất hiện hình ảnh, nhất thời vô song. Thú vị, chẳng qua pháp khí này là ngươi, bản mệnh pháp khí, đi. Có thể cho người mượn, Bạch Tiền Bối hỏi.
Tống Thư Hàng nói, chỉ là đem chúng nó lắp ráp, phụ trợ Bạch Tiền Bối xuất hiện có lẽ không có vấn đề. Chúng ta đây thử xem, Bạch Tiền Bối cảm giác dạng này xuất hiện phương thức quả thực rất có ý tứ. Mấy phút sau, Tống Thư Hàng cùng phân thân đã tiến hành câu thông, đem trọn bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí thông qua hạch tâm thế giới chuyển di đến. Đồng thời, lại đem Mộc Ngưu kiếm khách ái tâm thủ sáo một lần nữa cho phân thân truyền tống đi qua. Hai cái bao tay này hiện tại đã có chút ít tàn phá, nếu như có cơ hội, Tống Thư Hàng muốn đem hắn bổ nhất bổ. Nếu có cơ hội gặp gỡ Mộc Ngưu kiếm khách, lời nói, muốn đem hai cái bao tay này trả lại cho người ta. Một lát sau, Thực Tiên Yến chỗ không trung chỗ, có chói mắt kim sắc đột nhiên lập lòe dựng lên. Bạch Tiền Bối trực tiếp thông qua không gian thiên phú, đem bản thân cùng tam thập tam thú tổ hợp pháp khí đưa đến trên bầu trời. Trên người hắn, huyền thánh cấp khí tức phóng thích ra. Lại có tân huyền thánh tới. Lúc này là ai? Là đệ lục thánh Bạch Thánh, hắn cũng tới. Bởi vì thiên hạ không người không biết quân công hiệu, chỉ cần các tu sĩ nhìn chằm chằm vào kim mang một lát, trong lòng liền sẽ tự động hiển hiện Bạch Thánh quân, Thánh hào. Ồ, cái này xuất hiện kim quang có phải hay không có chút quen mắt? Có vị phóng viên nói khẽ. Trong hư không, quang mang màu vàng càng phát ra phát sáng. Sau đó, một đôi kim sắc hà long theo hào quang bên trong chui ra. Hà long kéo lấy chiến xa, theo hào quang bên trong bước ra. Trên chiến xa, đứng đấy tóc dài phiêu giật, tuấn mỹ vô song Bạch Thánh quân. Đây không phải bá tống huyền thánh chiến xa sao? Ở đây phóng viên một mặt mộng bức. Bạch Thánh quân tại sao sẽ ngồi bá tống huyền thánh chiến xa xuất hiện? Không chỉ có là tôm hùm thần chiến xa, Bạch Thánh xuất hiện về sau, sau lưng hào quang bên trong đồng dạng xuất hiện một tòa to lớn thánh thành. Vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành. Chói mắt vô cùng. Chẳng lẽ thật sự có đại năng mở một nhà cho thuê pháp khí công ty, chuyên môn cung cấp chọn bộ bát phẩm trang bị cung cấp lớn phô trương thời gian sử dụng? Có lòng người bên trong sinh ra nghi hoặc. Bạch Tiền Bối đứng ở tôm hùm thần chiến xa bên trên, chậm rãi hướng Thực Tiên Yến bí cảnh tới gần. Nếu như nhìn kỹ có thể phát hiện, Bạch Tiền Bối hắn thất thần. Bạch Tiền Bối gần nhất rất khống chế bản thân, thất thần số lần giảm thiếu rất nhiều. Nhưng hiện tại, hắn xa vào đến trầm tư trạng thái. Nếu như tiếp tục như vậy nữa lời nói không chừng hắn sẽ điều khiển lấy tôm hùm thần chiến xa, vọt tới mặt đất, trên mặt đất ném ra một cái sâu không thấy đáy thiên thạch hố. Được cái, Bạch Tiền Bối lần này thất thần cũng không có duy trì thời gian quá dài. Từ vừa mới bắt đầu cũng cảm giác bộ này, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, có chút quen thuộc cảm giác, quả nhiên, loại này pháp khí sáng tác mạch suy nghĩ, cùng ta rất giống a. Bạch Tiền Bối nói khẽ. Tựa như mỗi người viết chuyện xưa sẽ có phong cách của mình, sáng tác đồ vật sẽ có bản thân cách tư duy. Bạch Tiền Bối tại tiếp xúc, vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành, về sau, phát hiện bộ này, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, cấu tạo, quả thực hoàn toàn án lấy ý nghĩ của hắn tới đây cấu tạo. Phảng phất như là thân thủ của hắn thiết kế ra bộ này, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Chẳng qua, pháp khí này khẳng định không phải ta sáng tạo. Viễn cổ thiên đình thú thần thú thời đại, ta cũng còn không tồn tại đây. Vì vậy, là sáng tạo loại tổ hợp này pháp khí đại năng Tiền Bối vừa vặn cùng ta sáng ý đồng bộ rồi a. Bạch Tiền Bối nói khẽ. Hắn đưa tay đặt tại tôm hùm thần chiến xa bên trên. Nếu như pháp khí này cấu tạo mạch suy nghĩ thật cùng ta tương tự chính là lời nói, cái này bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí nhất định không chỉ một cái hình thái. Khẳng định còn có thể lắp ráp ra càng nhiều nữa hình thái tới đây. Vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành, là thuộc về Tống Thư Hàng đặc thù hình thái, cũng là bộ pháp khí cơ sở hình thái. Tiếp đó, hắn có lẽ còn có thể lại biến hóa những thứ khác hình thái. Thậm chí là càng nhiều nữa hình thái. Bạch Tiền Bối thói quen đưa tay, đang chuẩn bị thử xem bộ này pháp khí có thể hay không biến hóa bước phát triển mới hình thái. Chẳng qua tại nếm thử thời gian nháy mắt, hắn ngừng lại ý nghĩ này. Không được, bộ này pháp khí, là Thư Hàng bản mệnh pháp khí. Không thể loạn tháo rời. Bạch Tiền Bối lẩm bẩm nói. Bản mệnh pháp khí cùng phổ thông pháp khí khác nhau, một khi bị chơi hỏng lời nói, chữa trị cũng rất phiền toái. Càng trọng yếu chính là, bản mệnh pháp khí cùng tu sĩ tính mạng tương liên. Bản mệnh pháp khí nếu như bị hao tổn, tu sĩ cũng sẽ nguyên khí đại thương. Ngộ nhỡ chơi hỏng lời nói, Tống Thư Hàng cũng sẽ bị chơi hỏng. Vì vậy, tuy rằng rất muốn thử giải thể xuống, vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành thế nhưng,
Bạch tiền bối cố kiềm nén lại loại này xúc động. Hắn nhẫn nại loại này tháo rời đồ vật dục vọng rất vất vả, cần to lớn ý chí. Nếu không, ta cũng muốn biện pháp chế tạo một bộ. Hắn đưa tay đặt tại tôm hùm thần chiến xa bên trên, trong đầu suy tư. Chế tạo bộ này pháp khí, cần tại ngũ phẩm phía trước hoàn thành. Bạch tiền bối bản thân đã không cách nào chế tạo, cái kia có tìm người thay thế hắn hoàn thành pháp khí tổ hợp. Nếu như ta chế tạo ra một bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, lời nói, sẽ tạo thành cái gì hình thái kết cấu? Bạch tiền bối trong đầu mô phỏng thuộc về mình tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, cùng hắn tổ hợp hoàn thành hình thái. Hẳn là rất to lớn vật thể, lực sát thương phương diện cũng không có thể thiếu khuyết, vì vậy quang cùng nhiệt cũng rất trọng yếu. Năng lượng phương diện từ tự ta cung cấp lời nói, phát ra công suất cũng có thể đề cao. Bạch tiền bối lần nữa xa vào đến trong trầm tư. Tiếp đó, hắn lại thất thần. Phía dưới, thực tiền yến bí cảnh chỗ, phía nam trường sinh kiếm tông, một vị trưởng lão đi ra đón chào, nghìn năm đệ lục thánh, Bạch Thánh Quân, chào mừng ngài đến. Thế nhưng, vị trưởng lão này bị bạch tiền bối bỏ qua. Vì vậy, mặt trời mới mọc sao, bạch tiền bối nhãn tình sáng lên. Nếu như muốn cấu tạo thuộc về hắn, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí cuối cùng hình thành hẳn là một vòng mặt trời mới mọc. Không, không đúng. Mặt trời mới mọc ý cảnh cùng hắn vừa rồi não bổ ý cảnh khác nhau. Vì vậy, có lẽ đem mặt trời mới mọc đổi thành ánh chiều tà. Mà tình cảm phương diện, sinh tử ly hợp, hỉ nộ ái ố. Phù hợp ánh chiều tà, là phẫn nộ tình cảm. Chính là cái này, bạch tiền bối dùng sức vỗ tôm hùm thần chiến xa. Chờ hắn chế tạo tam thập tam thú tổ hợp pháp khí thời gian, liền theo cái này trình tự tới đây chế tạo. Bạch tiền bối vừa dứt lời, vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành, liền giống như tiếp thu đến mệnh lệnh. Sau một khắc, cái kia sáng lạn, thánh thành, bắt đầu thay đổi. 3. Trong hư không, vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành, chủ động tháo gỡ ra tới đây, hình thành 33 kiện pháp khí. Lại nói tiếp, 33 kiện pháp khí tự động tổ hợp, hợp lại chứa vào. Liền giống như Transformer hợp thể. Ngắn ngủn trong nháy mắt, 33 kiện pháp khí tổ hợp hoàn tất. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí hình thái hai vĩnh viễn không ngừng nổi giận tàn dương. Một vòng đỏ bừng mặt trời xuất hiện tại trong hư không. Giờ phút này, trên bầu trời xuất hiện hai cái mặt trời. Đỏ bừng mặt trời bên trên, có hỏa diễm phun ra nuốt vào không chừng. Những thứ này hỏa diễm, hiện lên ra một loại nổi giận chi ý. Càng đốt càng phẫn nộ, hỏa diễm lại càng bốc lên. Bạch tiền bối. Đây là của ta nổi sao? Theo nổi giận ánh chiều tà xuất hiện, thực tiền yến phía dưới độ ấm kịch liệt tăng lên. Các phóng viên cảm giác được miệng đắng lưỡi khô, bờ môi khô nứt. Ồ, loại cảm giác này rất quen thuộc a, ta có phải hay không trải qua? Tu sĩ nhật báo phóng viên lẩm bẩm nói. Chương 1415, trời có hai mặt trời, tín hiệu tới, triệu hoán chủ ta. Tu sĩ nhật báo phóng viên luôn cảm giác mình tại trước đây không lâu, cũng cảm thụ được loại này dưỡng khí trong cơ thể bị bốc hơi cảm giác. Thế nhưng, cụ thể là từ lúc nào trải qua việc này, cũng đã quên mất. Đây mới là Bạch Thánh chân chính xuất hiện phương thức sao. Lúc trước còn tưởng rằng Bạch Thánh cùng bá Tống Huyền Thánh dùng cùng một loại xuất hiện phương thức, hiện tại xem ra, hai người xuất hiện phương thức vẫn có khác nhau. Nóng quá, thật nóng, thân thể muốn bị rút khô. Muốn chết rồi, muốn chết rồi, Bạch tiền bối, linh lực muốn bị rút khô. Đồng thời, Tống Thư Hàng bản thể thông qua, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí run rẩy hướng Bạch tiền bối truyền đạt tin tức. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí là Tống Thư Hàng bản mệnh pháp khí. Vì vậy, hắn tại biến hóa hình thái thứ hai thời gian, rút ra tự nhiên cũng là Tống Thư Hàng linh lực cùng năng lượng. Chói mắt mặt trời nhỏ khí phách vô song, ở trên thái dương chân hỏa càng đốt càng mãnh liệt, nhưng cái này tiêu hao đều là Tống Thư Hàng linh lực. Trong nháy mắt, Tống Thư Hàng cũng cảm giác linh lực bị rút khô. Người trước thu hồi tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, ta hạ xuống rồi. Bạch tiền bối nhanh chóng trả lời. Lấy, vĩnh viễn không ngừng nổi giận tàn dương, phương thức xuất hiện, phô trương đã đầy đủ. Dứt lời, thân hình hắn nhẹ nhàng nhảy, từ không trung hạ xuống tới. Hồ Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra, hắn tâm niệm vừa động, chuẩn bị đằng sau hậu trường thu hồi trên bầu trời cái kia luân phiên mặt trời nhỏ. Đúng lúc này, bên người vị kia đang bị thần mã cư sĩ theo, tụ lý càn khôn, bên trong phóng xuất ra cơ bắp lão hán, đột nhiên hai mắt sáng lên. Tín hiệu đến rồi,
cơ bắp lão hán lớn tiếng kêu lên, giãy giụa lấy hướng căn phòng nhỏ bên ngoài bỏ đi. Đông Phương Lục tiên tử. Nàng đang chuẩn bị dùng thiên ma vũ, phương thức, theo cơ bắp lão hán trong miệng móc ra, Trung Yên chi giáo có cái gì hành động lớn. Nhưng nàng còn chưa bắt đầu đây, cái này cơ bắp lão hán liền bạo động. Định, một bên thần mã cư sĩ duỗi ra ngón tay khẽ một chút, cơ bắp lão hán đã bị trói buộc được tại chỗ. Cơ bắp lão hán không cách nào nhúc nhích, nhưng hắn không có buông tha. Chủ ta quang huy chiếu rọi rửa sạch thế gian hết thảy tội nghiệt. Cơ bắp lão hán lớn tiếng kêu lên, tiếp đó theo trên người hắn có bao lớn linh thạch bay ra. Những thứ này linh thạch, phần lớn là thất phẩm trở lên cấp bậc, bát phẩm cùng cửu phẩm cũng số lượng cũng không ít. Chỉ sợ đây đã là cơ bắp lão hán toàn bộ tích góp. Thậm chí có thể là nhiều cái, Trung Yên chi giáo, cuồng tín đồ tài phú tập hợp. Cùng linh thạch cùng nhau bay ra ngoài, còn có một chương phù chỉ. Ngăn lại chúng nó, Đông Phương Lục tiên tử kêu lên. Thần mã cư sĩ cùng Tô Thị A thất đồng thời xuất thủ, ngăn đón hướng cái kia một bao linh thạch. Vô luận cái này cơ bắp lão hán muốn làm gì, dù sao chỉ cần ngăn cản hắn chính là. Thế nhưng, thần mã cư sĩ cùng Tô Thị A thất rồi lại bắt hụt. Cái kia trương phù chỉ vậy mà có được, không gian chi lực lá bùa quấn lấy linh thạch, trực tiếp tan biến tại chỗ. Không gian lực lượng, đó là thần mã cư sĩ cùng Tô Thị A thất bây giờ còn không có tiếp xúc đến lực lượng cấp độ. Một nhóm người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bao lớn linh thạch cùng phù văn biến mất không thấy gì nữa. Bầu trời xám xịt bên trong, xuất hiện đợt thứ hai ánh sáng mặt trời chói lọi. Chủ tướng tại trong vòng 2 ngày, sống lại đến, cơ bắp lão hán hặc hặc cười nói. Là triệu hoán, mở to mắt con người tinh cầu, trận pháp. Trung Yên chi giáo thật sự có thủ đoạn như vậy. Tống Thư Hàng yếu ớt lên tiếng nói. Cơ bắp lão hán ngay từ đầu cũng đã nói, muốn dùng sinh mệnh triệu hoán Trung Yên chi giáo thần. Chẳng lẽ đây chính là bọn họ kế hoạch? Đợt thứ hai mặt trời xuất hiện, liền là chủ ta sống lại thời điểm. Cơ bắp lão hán trên mặt lộ ra, đạt được cứu rỗi, yên lặng màu sắc, chủ tướng trở về, các ngươi tất cả mọi người. Đều diệt vong. Khụ khụ, Tống Thư Hàng run rẩy hướng bản thân trong miệng đút đan dược, hoạt tuyền chi thủy, nhưng ngay cả như vậy, thân thể của hắn còn đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gầy còm. Thật đáng tiếc, Tống Thư Hàng nói, thứ hai mặt trời, là giả, nó là pháp bảo của ta. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, trên bầu trời, vĩnh viễn không ngừng nổi giận tàn dương, ảm đạm đi xuống, thái dương chân hỏa dập tắt. Ha ha ha, chủ ý chí há lại các ngươi những người phàm tục này có thể đoán. Cơ bắp lão giả cười thảm nói. Đang khi nói chuyện, trong hư không có một cái, thần quốc chi môn, mở ra. Đã có được thần quốc, ngụy thần theo đẳng cấp tới đây coi như là cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới. Những thứ này ngụy thần vốn là cùng, Trung Yên chi giáo, là một phe. Cái vị này ngụy thần mở ra bản thân thần quốc chi môn về sau, theo hắn thần quốc chi môn bên trong đẩy ra một cái to lớn vô cùng kim loại trái tim. Kim loại trái tim bị đẩy hướng Tống Thư Hàng, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, biến thành mặt trời nhỏ. Theo thời gian trường hà bên trong sống lại đi, chủ ơi! Ngụy thần thần quốc bên trong, có ngàn vạn, Trung Yên chi giáo, giáo đổ bắt đầu ngâm sướng thánh ca khúc. Theo thánh ca khúc vang lên, trong hư không có vô số tất cả lớn nhỏ bao bọc xuất hiện. Những thứ này trong bao, chứa toàn bộ là linh thạch. Cùng cơ bắp lão hán bao bọc, những thứ này linh thạch đều là bị từng viên phù văn truyền tống mà đến, hội tụ ở tại cùng một chỗ. Nhiều linh thạch như vậy, toàn bộ là thất phẩm trở lên phẩm chất. Đơn thuần theo số lượng đến xem. So với lúc trước bạch tiền bối mượn Tống Thư Hàng, một pháp khí không gian, linh thạch còn nhiều hơn ra gấp 5-6 lần. Tất cả linh thạch đều bị đưa vào đến cái kia miếng kim loại trái tim bên cạnh. Kim loại trái tim một hơi đem tất cả linh thạch hấp thu, sau đó, hắn có tiết tấu chấn động lên. Mỗi chấn động một lần, những cái kia linh thạch năng lượng cũng sẽ bị chuyển hóa, hóa thành cái loại này âm lãnh thánh quang. Đi thôi, chủ trái tim. Dù cho tất cả mọi người đem chủ quên đi. Nhưng chủ vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên con dân của hắn. Năm tháng ghi chép lấy ta chủ quang huy, chân chính thánh quang vĩnh viễn không nói thất bại. Kim loại trái tim một đầu vào tới Tống Thư Hàng tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, hiển nhiên là muốn đem Tống Thư Hàng tam thập tam thú tổ hợp pháp khí trở thành là sống lại vật dẫn. Lại nói, mở to mắt con người tinh cầu chỉ là bị giam vào, thiên đạo phòng tối, mà thôi đi. Hắn lại không có ngủm. Loại này phục sinh loại phương pháp có khả năng thành công sao? Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Ừ,
mặc kệ có hay không có tỷ lệ thành công, dù sao theo bọn hắn đem Tống Thư Hàng bản mệnh pháp khí chỉ định vì phục sinh vật dẫn, thời gian cũng đã định trước đã thất bại. Thu, Tống Thư Hàng khẽ gọi một tiếng. Sau một khắc, cái kia luân phiên chói mắt mặt trời nhỏ biến mất không thấy gì nữa. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí tản ra, toàn bộ trở về Tống Thư Hàng trong cơ thể. Cái kia miếng kim loại trái tim đã mất đi, mục tiêu mờ mịt phiêu du tại không trung. Hi 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 hi, Tống Thư Hàng nhếch miệng lên. Trung Yên Chi giáo cùng hắn là tử địch hình thức, vĩnh viễn không có khả năng có nắm tay giảng hòa một ngày. Vì vậy, phàm là Trung Yên Chi giáo muốn có được đồ vật gì đó, cho dù là đống phân, Tống Thư Hàng cũng muốn đoạt lấy tới đây. Tại, lúc này, Bạch Tiền Bối thanh âm tại Tống Thư Hàng trong đầu vang lên. Tống Thư Hàng, thế nào? Bạch Tiền Bối, ta vừa cảm ứng được bản thân lưu lại những cái kia, không gian phù văn, toàn bộ bị kích hoạt. Những thứ này Trung Yên Chi giáo ngốc bốc lên, làm sao trước giờ kích hoạt trận pháp rồi hả? Ta không phải theo chân bọn họ đã từng nói qua, đợt thứ hai mặt trời xuất hiện lúc lại kích hoạt đại trận sao? Bạch Tiền Bối nói. Tống Thư Hàng, nghe được Bạch Tiền Bối miêu tả về sau, trong lòng của hắn có chút bất an. Cuồng tín đồ quả nhiên là một đám không có suy nghĩ đồ vật, hoàn toàn dựa vào không được. Ta bố cục lâu như vậy, chỉ kém một chút liền thành công, kết quả vậy mà thất bại trong gang tấc. Phổi đều tức điên, chẳng qua, kế hoạch vẫn chưa hoàn toàn thất bại. Bạch Tiền Bối phiền muộn nói, Thư Hàng, giúp ta chuyện. Bạch Tiền Bối mời nói. Tống Thư Hàng trả lời Bạch Tiền Bối giúp cái kia a nhiều vội vàng, là lúc hồi báo hắn một sóng. Tích Thủy Tri Ân lúc này lấy suối tuôn tương báo. Bạch Tiền Bối, đem cái này kim loại trái tim đoạt lấy tới đây. Tống Thư Hàng gãi gãi đầu. Ừ, lại để cho hắn vuốt một vuốt. Trung Yên Chi giáo ra hỏa, hao hết trăm cây nghìn đắng tập kết, tiếp đó đằng sau hậu trường bố trí xuống đại trận, làm ra cái này, kim loại trái tim lại móc ra toàn bộ gia sản hiến tế. Làm như vậy là để cho bọn họ thần, theo thời gian trường hà bên trong sống lại. Mà theo vừa rồi Bạch Tiền Bối lời nói đến xem, đây hết thảy sau lưng, đều là Bạch Tiền Bối tại chủ hoạch. Bạch Tiền Bối tại sao phải trợ giúp, Trung Yên Chi giáo, tín đồ. Hắn cùng Trung Yên Chi giáo cũng không phải là bằng hữu quan hệ đi. Chờ chút, đúng rồi. Bạch Tiền Bối vẫn muốn bắt, mở to mắt con ngươi tinh cầu. Chẳng lẽ, hắn muốn nghĩ cách đem, mở to mắt con ngươi tinh cầu. Theo thiên đạo phòng tối bên trong móc ra, lại đem đối phương bắt lấy. Thế nhưng, Bạch Tiền Bối không phải đang nghiên cứu Bạch Tiền Bối chuôi này, duy nhất một lần phi kiếm phá phòng tối bản, sao? Chỉ cần phục chế loại này phi kiếm, hắn nói không chừng có thể tiến, thiên đạo phòng tối, đi bắt mở to mắt con ngươi tinh cầu đi. Dùng được chứ phiền toái như vậy. Thư Hàng, nhanh nhanh nhanh, xuất thủ đem cái này kim loại trái tim cho chơi đùa đến. Tế ra ngươi, vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành, đem hắn cho chơi đùa đến. Bạch Tiền Bối thúc giục nói. Tống Thư Hàng nói, Bạch Tiền Bối, ta không còn khí lực. Linh lực của hắn đã nhanh bị tranh thủ, hắn hiện tại nhục thân đều khô gầy như trúc, giống như đói bụng đã nhiều năm. Sách, thời điểm mấu chốt ngươi làm sao lúc nào cũng yếu ớt vô lực. Bạch Tiền Bối thở dài, tới đây, ta lại cho ngươi mượn 1.000 đầu thánh viên hư ảnh, đem kim loại trái tim cho túm lấy tới đây. Tống Thư Hàng. Ách, không được, ta hiện tại bị, thiên đạo đương nhiệm, ghi tạc sổ đen bên trên. Lực lượng của ta nếu vừa thi triển ra, lập tức sẽ đưa tới nó chú ý. Thánh viên hiện tại không thể cho ngươi mượn. Ngươi đợi xuống, ta cho ngươi đưa viên đan dược, ngươi phục dụng xuống dưới, cam đoan linh lực hồi phục lập tức, hơn nữa còn có thể linh lực toàn bộ triển khai, đủ để cho ngươi tái sử dụng một lần, vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành, tới đây. Bạch Tiền Bối nói. Như vậy bổng đan dược. Có đằng sau di chứng sao? Tống Thư Hàng thuận miệng hỏi. Có, sử dụng hết sau đó, trong cơ thể ngươi sẽ còn sót lại đại lượng, cửu u tà năng lại để cho thân thể của ngươi một đoạn thời gian rất dài lâm vào yếu ớt vô lực trạng thái. Chẳng qua ngươi có cái kia, hoa sen hình chiếu có thể rút đi cửu u tà năng. Đan dược này, thích hợp nhất ngươi rồi, Bạch Tiền Bối nói. Dứt lời, một mai đen xì đan dược truyền vào Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới. Liền cái này một cái di chứng rồi hả? Tống Thư Hàng theo hạch tâm thế giới cầm ra viên thuốc này. Khác di chứng, sau khi ăn xong, bởi vì cửu u năng lượng bị nhiễm, da của ngươi sẽ thay đổi ngăm đen, đây coi như là di chứng không? Bạch Tiền Bối nói. Chương 1416, run rẩy đi, thế giới. Tống Thư Hàng, đại nam nhân, đen một tí tính là cái gì? Đen một tí càng khỏe mạnh.
cửu u sản xuất đan dược, không có điểm di chứng lời nói, vậy còn gọi cửu u xuất phẩm, sao? Chỉ là lại để cho da biến đen một chút, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Chỉ có điều, ta vừa đắc ý tránh thoát cái kia, kim loại trái tim nhưng bây giờ phải nghĩ biện pháp đem hắn kiếm đến. Tống Thư Hàng trong lòng có loại chứng yêu thương. Thế sự khó lường. Mặt khác, Bạch tiền bối. Kỳ thật lần này sự kiện, nồi không tại Trung Yên chi giáo. Cái này nồi, có ta một nửa trách nhiệm, Tống Thư Hàng thẳng thắn nói. Có câu nói như thế nào à? Nói thật được khoan hồng đi. Bạch tiền bối, hả? Vừa rồi, ta tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, diễn biến ra thứ hai hình thái. Hình thái thứ hai là một vòng tàn dương. Vì vậy, Trung Yên chi giáo khả năng đem ta tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, trở thành là thứ hai mặt trời tiếp đó liền trước giờ hành động. Tống Thư Hàng thành thật nói. Bạch tiền bối. Phổi đã tức điên, lá gan hiện tại cũng tốt đau nhức, dạ dày cũng có chút run rẩy. Tống Thư Hàng nắm lên đan dược, vì vậy cái kia, bạch tiền bối người muốn kim loại trái tim, để ta làm đoạt lại đi. Nói qua, Tống Thư Hàng một lần nữa tế lên, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí tiếp đó hắn hung hăng đem đan dược nhét vào trong miệng. Màu đen đan dược vào miệng liền tan, hương vị ngoài ý muốn vô cùng không tệ. Ồ, bạch tiền bối, đan dược này tên gọi là gì? Hương vị rất không tồi a. Tống Thư Hàng thuận miệng nói. Cửu u dưa ma vị. Tự ta luyện chế, bình thường dùng để làm đường đậu ăn. Ta còn có thật nhiều khác khẩu vị, về sau có cơ hội cho ngươi nếm thử. Bạch tiền bối nói. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng trong cơ thể khô kiệt linh lực bay nhanh bình phục. Ngắn ngủn ngay lập tức thời gian, linh lực tràn đầy đi ra. Đồng thời, da của hắn như là thoa bột than, nhanh chóng biến thành đen. Tống Thư Hàng đang nhìn mình đen hóa thân thể, lại lên tiếng hỏi, lại nói, bạch tiền bối ngươi đem đan dược này làm đường đậu ăn. Vì cái gì không thay đổi đen? Bạch tiền bối, ăn nhiều, sinh ra kháng thể. Tống Thư Hàng. Linh lực bình phục, tăng vọt. Là lúc xuất thủ. Tổ hợp, hình thái thứ nhất vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành. Tống Thư Hàng nói, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí tại hắn sau lưng hiện hình. Tại khống chế của hắn xuống, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí một lần nữa hóa thành, vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành, phong ấn rút lại bản. Tống Thư Hàng bắt đầu cởi bỏ pháp khí phong ấn, khí thế trên người liên tiếp kéo lên. Lúc này, Vũ Nhu Tử xoay đầu lại, nghi hoặc hỏi, Tống tiền bối, ngươi làm sao đột nhiên biến cùng than đen giống nhau? So với Quách đại tiền bối còn đen, nguyên bản chúng ta liền là tiểu trong suốt trạng thái, hiện tại ngươi vừa đen thành dạng này, buổi tối đi ra ngoài người khác căn bản là nhìn không tới ngươi. Sẽ bị xe đụng. Tống Thư Hàng đang tại kéo lên khí thế, lập tức như cổ phiếu thẳng đứng ngã xuống. Nam nhân mà, đen một tí khỏe mạnh. Mặt khác, đây chỉ là một chút ít di chứng, dược hiệu qua liền khôi phục, không cần lo lắng. Tống Thư Hàng thở dài nói. Tống Thư Hàng lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Kim loại trái tim như trước tại có tiết tấu chấn động. Tại kim loại trái tim bên cạnh, có cùng cấp cửu phẩm cảnh giới, thần quốc ngụy thần, thủ hộ, đằng sau hậu trường lại cất giấu rất nhiều, Trung Yên chi giáo, giáo đồ. Coi như là có được, vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành Tống Thư Hàng muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp, rất khó. Có muốn thử một chút hay không mời bạch tiền bối xuất thủ hiệp trợ, mở ra, vĩnh viễn không ngừng lại nổi giận tàn dương, câu dẫn kim loại trái tim đến. Tống Thư Hàng cau mày suy tư, đối phương có thần quốc ngụy thần tại, coi như là đem kim loại trái tim câu dẫn đến, thần quốc ngụy thần cũng có thể tùy thời đem kim loại trái tim đè trở về. Nếu như có thể mà nói. Tốt nhất trước đem vị này thần quốc ngụy thần giải quyết hết. Bạch tiền bối, có biện pháp nào không đem thần quốc ngụy thần hành động phong bế? Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Bạch tiền bối, ta số một chiến sủng ngươi bận rộn đi số hiệu T2333, đang tiếp cận địa cầu quỹ đạo. Chỉ có điều hắn dự trữ lực lượng không nhiều lắm. Một lát ta khiến nó phối hợp ngươi hành động, có lẽ có thể phong tỏa thần quốc ngụy thần 5-6 hơi thở thời gian. Điểm ấy thời gian dùng để cướp đoạt kim loại trái tim lời nói, vậy là đủ rồi. Tống Thư Hàng nói. Vậy là, một lát sau. Mặt trời nhỏ người bận rộn đi số hiệu T2333 thanh âm tại Tống Thư Hàng trong đầu vang lên, bá tống hiệu, người bận rộn đi số hiệu T2333 tuân theo chủ nhân mệnh lệnh mà đến, hướng ngươi đưa tin. Ngươi cần lúc nào hành động. Lần trước, mặt trời nhỏ số hiệu T2333 bị ném vào đến, thiên đạo phòng tối, bên trong. Chỉ có điều lại lập tức bị mò đi ra. Tiếp đó, bạch tiền bối cởi ra một tầng, ra, bị ném vào đến phòng tối bên trong.
Nghe khẩu hiệu của ta, ta nói, xuất thủ ngươi liền phong tỏa thần quốc ngụy thần hành động. Tống Thư Hàng nói. Mặt trời nhỏ số hiệu T2333, xác định chỉ lệnh vì, xuất thủ xác định hoàn tất. Người bận rộn đi số hiệu T2333 đã chuẩn bị sẵn sàng. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, Vũ Nhu Tử, A Thất tiền bối, Thần Mã tiền bối, ta phải đi ra ngoài một bận, chính các ngươi cẩn thận. Cư sĩ, Tống Thư Hàng hít sâu, đang chuẩn bị xuất kích. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời cái kia kim loại trái tim giống như cảm ứng được cái gì, hắn chủ động hướng phía Tống Thư Hàng vị trí lao đến, cùng với Tống Thư Hàng tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, dung hợp. Theo kim loại trái tim hướng phía dưới vọt tới, trong hư không, thần quốc ngụy thần, ánh mắt chuyển rời đến Tống Thư Hàng vị trí. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua phòng nhỏ, rời khỏi Tống Thư Hàng cùng phía sau hắn pháp khí trên thân. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, ngụy thần nhận ra, vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành, bản chất. Rõ ràng lúc trước, bạch tiền bối mân mê đi ra, vĩnh viễn không ngừng lại nổi giận tàn dương hắn sẽ không nhận ra bản chất tới đây. Đổi thành Tống Thư Hàng, thánh thành, thời gian, hắn liền biến tuệ nhãn. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bằng thú thần bộ bằng viễn cổ thiên đình bằng trung yên chi giáo đại địch. Sau một khắc, cái kia ngụy thần ngang nhiên xuất thủ. Hắn đưa tay vẽ một cái, vô số băng trụ hiện ra, hướng về Tống Thư Hàng đám người vị trí. Mỗi một cây băng trụ đều có hơn trăm thước lớn. Thần quốc ngụy thần, có được lấy cùng cấp, cửu phẩm kiếp tiên, sức mạnh. Mà bởi vì Tống Thư Hàng đám người vị trí, ở vào, thực tiên yến, bí cảnh cách đó không xa. Thần quốc ngụy thần công kích, thoáng cái đem, thực tiên yến, bí cảnh cũng bao bọc trong đó. Trở về, lúc này, bạch tiền bối thanh âm vang lên. Bạch tiền bối từ không trung đáp xuống về sau, nhìn thấy không trung phát sinh một loạt biến hóa, hắn liền dừng lại tại bí cảnh bên cạnh, không có đi vào. Tại thần quốc ngụy thần công kích buông xuống thời điểm, bạch tiền bối đồng dạng đưa tay vẽ một cái. Đồng dạng số lượng đa dạng, duy nhất một lần công đức phi kiếm, tế ra, mỗi một chuôi phi kiếm tập trung một cây băng trụ. Sau một khắc, bạch tiền bối không gian thiên phú thi triển. Tất cả băng trụ bị chuyển di, biến mất không thấy gì nữa. Là bạch thánh xuất thủ, bí cảnh bên cạnh, các đại tu luyện giả tin tức bình đài phóng viên trong lòng kích động. Thực tiên yến vốn chính là cái đại tin tức. Không nghĩ tới đại tin tức còn không có chính thức mở màn. Liền đã xảy ra kích thích khúc nhạc dạo. Đây đều là trực tiếp tin tức. Thần quốc ngụy thần hiện thân, công kích thực tiền yến hội trường. Nghìn năm đệ lục thánh bạch thánh xuất thủ, nghịch chuyển chiến cuộc. Soái vô cùng huyền thánh bạch thánh, hắn là không nắm giữ lấy không gian bí pháp. Cái kia từ vô số băng trụ kết thành tuyệt vọng phía dưới, lập lòe mà qua kiếm quang, là bạch thánh mang đến hy vọng ánh sáng. Các phóng viên múa bút thành văn. Bạch tiền bối làm gọn gàng, Tống Thư Hàng trong lòng cho bạch tiền bối giờ cái tán. Sau đó hắn thả người dựng lên, chân đạp hắc liên đánh úp về phía không trung. Tôm hùm thần chiến xa hiển hiện, tiếp được Tống Thư Hàng. Sau đó bạch thánh sau đó, bá Tống huyền thánh xuất hiện. Các phóng viên tới tấp bắt đầu ghi lại. Chú ý nhìn bá Tống huyền thánh con mắt, ánh mắt của hắn mở ra không có. Mở ra, bá Tống huyền thánh con mắt đã mở ra. Không tốt, ta vừa rồi nhìn xuống bá Tống huyền thánh con mắt. Thuốc tránh thai đây, ta rõ ràng đã chuẩn bị xong. Kỳ quái, ta nhớ được bá Tống huyền thánh không phải đã tiến nhập thực tiên yến hội trường sao? Tu sĩ nhật báo phóng viên một mặt mộng bức. Chẳng lẽ là ta nhớ sai rồi? Nhưng bất kể như thế nào, đối mặt cường đại thần quốc ngụy thần, bá Tống huyền thánh cùng bạch thánh không sợ hãi chút nào. Có lẽ hôm nay, mọi người liền nhận thức đúng, thiên hạ đệ nhất thánh, cường đại. Tam thập tam thú thần tông Dư Nghiệt, trong hư không, cái kia thần quốc ngụy thần chậm rãi mở mắt, khóe miệng lộ ra tàn khốc dáng tươi cười. Gia hỏa này tựa hồ là cái bát phẩm huyền thánh. Vừa vặn, giết hắn dọa khỉ. Ngay tại lúc này, xuất thủ, Tống Thư Hàng trong lòng đối với số hiệu T2333 kêu lên. Xác nhận chỉ lệnh, quỹ đạo đả kích tập trung mục tiêu. Công kích chấm dứt, mục tiêu lâm vào trói buộc trạng thái, cùng suy yếu mục tiêu pháp thuật kháng tính. Số hiệu T2333 cơ giới hóa thanh âm chấm dứt. Trong hư không, cái kia thần quốc ngụy thần đột nhiên phát hiện mình nhúc nhích không được. Không chỉ như vậy, trên người hắn truyền đến một hồi yếu ớt cảm giác vô lực. Làm gọn gàng, Tống Thư Hàng tế lên, vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành một lần hành động đem hướng hắn vào tới, kim loại trái tim cho bao lại, bắt được.
Kim loại trái tim bắt sau khi thành công, Tống Thư Hàng lại nhìn mắt trói buộc trạng thái thần quốc ngụy thần. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn khẽ động, cái ót co lại. Hắn tế ra, nho ra thánh nhân chi nhãn đối với thần quốc ngụy thần tới một phát. Từ khi bản thân hắn tại nhập mộng bên trong tiếp nhận thánh nhân truyền thừa, nắm giữ, nhìn là mang thai, về sau, hiện tại sử dụng nho ra thánh nhân chi nhãn, không cần lại móc bản thân trong mắt, cũng có thể thi triển. Một đạo quỷ dị hào quang, theo nho ra thánh nhân chi nhãn bên trong mãnh liệt bắn đi ra, rời khỏi thần quốc ngụy thần trên thân. À cỡ nào quen thuộc hào quang? À đó là mang đến tình thương của mẹ chúc phúc chi quang. Không tốt muốn mang thai rồi. Bị số hiệu T2333 quỹ đạo đả kích, trói buộc, pháp thuật kháng tính suy yếu, về sau, thần quốc ngụy thần không thể miễn dịch, nhìn là mang thai. Tại hắn tuyệt vọng trong ánh mắt, bụng của hắn lần nữa bành trướng. Thần quốc ngụy thần nhìn thẳng Tống Thư Hàng. Thiên hạ không người không biết quân hiệu quả phát động. Bá Tống Huyền Thánh, tiếp đó, Bá Tống Huyền Thánh còn có cái tên mụ, kỳ danh, Bá Nho Huyền Ma. Là ngươi, Bá Nho Huyền Ma, thần quốc ngụy thần đến giờ phút này, mới nhận ra Tống Thư Hàng thân phận. Đây là hắn gần nhất, lần thứ hai vì Bá Nho Huyền Ma mang thai. Giết ngươi, chân trời góc biển, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thần quốc ngụy thần gầm thét gào thét. Đây là không chết không thôi thệ ngôn. Tống Thư Hàng ra đầu run lên, tiếp đó hắn mắt phải trợn trừng được thần quốc ngụy thần, phôi thai ngưng thị. Dù sao đã đắc tội, cái kia nhiều hơn nữa đắc tội một chút cũng không quan hệ. Qua túng, thử xem ta thiên phú mới, phôi thai ngưng thị hiệu quả đi. Chương 1417, hoa nở, hoa rơi, kết xuất ý thơ hạt giống. Phôi thai ngưng thị, đây là Tống Thư Hàng tại, cửu u thế giới, tấn chức huyền thánh về sau, lấy được mặt trái hệ thiên phú năng lực. Tại hiện thế tấn chức huyền thánh, có thể được công đức ánh sáng gia trì. Mà tại cửu u thế giới tấn chức, đối lập trả lời đúng là ngưng tụ ra một cái mặt trái huyền ma cấp thiên phú năng lực. Cái này mặt trái thiên phú năng lực, sẽ căn cứ, bát phẩm huyền ma, bản thân tình huống, kết hợp với bát phẩm huyền ma hiện trạng, sinh ra thích hợp nhất thiên phú của nó lực lượng. Có thể là bởi vì Tống Thư Hàng tại, huyền ma giảng pháp, thời gian, phát rồ sử dụng, chư thiên vạn giới nhìn là mang thai, nguyên nhân, hắn bát phẩm huyền ma thiên phú ngưng tụ ra cùng, nhìn là mang thai, nguyên bộ, phôi thai ngưng thị. Trên lý luận tới đây giảng, phôi thai ngưng thị là một loại cưỡng chế biến hình pháp thuật, có thể làm cho mục tiêu biến thành, phôi thai, bộ dáng. Liền là mang thai phía sau chính là cái kia thai nhi. Cùng với vu sư hệ, biến dê thuật, biến gà thuật, trở pháp thuật là một cái nguyên lý. Cụ thể biến ảo thời gian dài ngắn, cùng mục tiêu pháp thuật kháng tính, đẳng cấp cảnh giới trở nhân tố có quan hệ. Tại, phôi thai ngưng thị, lên hiệu quả trong thời gian, chịu thuật mục tiêu phòng ngự, công kích, thân thể cường độ, các loại kháng tính đều bị thật lớn mức độ suy yếu. Mặt khác, Tống Thư Hàng, phôi thai ngưng thị bị bản thể ngũ phẩm hạn chế, bình thường mà nói, nhiều nhất đối với lục phẩm cấp bậc tu sĩ có hiệu lực. Trở lên, là phôi thai ngưng thị đơn độc sử dụng thời gian hiệu quả. Mà nếu như đem, phôi thai ngưng thị, phối hợp, nhìn là mang thai, cùng một chỗ sử dụng lời nói, liền thiên phú pháp thuật chủ nhân Tống Thư Hàng, cũng không biết sẽ phát sinh cái gì đáng sợ hậu quả. Rất có thể sẽ gây ra nhân mạng. Nhìn là mang thai cộng phôi thai ngưng thị về sau, hết thảy pháp luật hậu quả, từ chịu thuật giả tự chịu trách nhiệm. Thi thuật giả Tống Thư Hàng, không gánh chịu bất kỳ pháp luật trách nhiệm. Mà bây giờ, nghe được thần quốc ngụy thần run rẩy về sau, Tống Thư Hàng ra đầu một phát tê dại, tiếp đó quyết đoán đối với hắn sử dụng, phôi thai ngưng thị. Dưới tình huống bình thường, đồng đẳng với cửu phẩm kiếp tiên cấp, thần quốc ngụy thần có thể miễn dịch Tống Thư Hàng nhìn là mang thai mới đúng. Nhưng hiện tại, nó bị mặt trời nhỏ số hiệu T233 quỹ đạo đả kích trúng mục tiêu, thân thể bị trói buộc, pháp thuật chống đỡ tâm tình bị suy yếu đến mức tận cùng. Tiếp đó, hắn trúng chiêu. Trên thực tế, Tống Thư Hàng mình cũng rất chờ mong, nhìn là mang thai cộng phôi thai ngưng thị, hiệu quả. Thần quốc ngụy thần phát ra khàn cả giọng kêu thảm. Thân thể của nó co lại thành một đoàn, 10 tháng hoài thai bụng càng phát ra to lớn. Sẽ không thật muốn sinh ra điểm cái gì đi, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Hắn có chút đã hối hận. Vừa rồi đầu mình nóng lên, trực tiếp đối với gia hỏa này sử dụng, phôi thai ngưng thị nếu như gia hỏa này thật sinh ra cái gì tiểu sinh vật lời nói, bản thân muốn làm sao đối đãi cái này tiểu sinh vật. Nội tâm của hắn bắt đầu rối rắm. Quan trọng nhất là,
cái này thần quốc ngụy thần bây giờ là thần thể trạng thái, có trời mới biết bản thể của nó là bộ dáng gì. Nếu như là vị tiểu thư xinh đẹp tỷ, cái kia theo phương diện nào đó tới đây giảng, coi như là sinh ra điểm cái gì tới đây, cũng có thể tiếp nhận một ít. Bằng không mà nói. Trong lúc đang suy tư, trước mắt thần quốc ngụy thần tiếng kêu thảm thiết, lần nữa đẩy cao một cái thanh âm, a a a a. Sau một khắc, thân thể của nó hóa thành một gốc phóng lên trời đại thụ. Hắn thần quốc, hắn thần thể, bản thể của nó, hết thảy, toàn bộ dung nhập vào cái này gốc đại thụ bên trong. Đại thụ không có nhánh cây, chỉ có một cây thẳng tắp trụ cột. Nguyên lai là gốc cây loại ngụy thần, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Người đối với ta làm cái gì, thân thể của ta thần quốc. Thần quốc ngụy thần hoảng sợ kêu lên. Hắn căn bản liền không phải là cái gì cây loại ngụy thần, nhưng hiện tại, hắn hết thảy, cũng giống như bị máy nghiền vặn nát một loại, tiếp đó toàn bộ nhét vào đến nơi này gốc cây bên trong. Đại thụ trong nháy mắt liền dài đến cao 10 mét lớn mức độ. Cuối cùng, tại ngọn cây bên trên, một đóa xinh đẹp đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung đóa hoa, chậm rãi nở rộ. Lực lượng của ta, lực lượng của ta, thần quốc ngụy thần hoảng sợ kêu lên, hắn phát hiện mình thần quốc, lực lượng của mình toàn bộ bị cái này đóa hoa đóa hấp thu đi qua. Thần quốc ngụy thần tại cảnh giới thượng đẳng cùng với cửu phẩm kiếp tiên, nhưng bọn hắn, đường cùng kiếp tiên khác nhau. Thực lực bọn hắn, càng nhiều là dựa vào thần quốc tăng thêm. Tại chính bọn hắn tại trong thần quốc ngụy thần có thể chính diện đối kháng kiếp tiên, thậm chí áp chế kiếp tiên. Nhưng một khi đã mất đi thần quốc, 10 cái thần quốc ngụy thần còn chưa đủ một cái kiếp tiên treo lên đánh. Sự cường đại của bọn hắn, rất lớn một bộ phận thành lập tại ngoại vật bên trên. Nếu như là một cái chân chính cửu phẩm kiếp tiên, dù là bị, nhìn là mang thai cộng phôi thai ngưng thị, chúng mục tiêu, cũng có thể rất nhanh giãy giụa pháp thuật ảnh hưởng. Trên cơ bản sẽ không xuất hiện bản thân, lực lượng, bị hấp thu chuyển hóa làm đóa hoa tình huống. Trở về, lực lượng của ta trở về, thần quốc ngụy thần giận dữ hét. Hắn dốc sức liều mạng giằng co, nguyên bản bị, ngọn cây đóa hoa, hấp thu lực lượng, lại lần nữa bị đoạt thu hồi tới đây, trở về thần quốc ngụy thần. Kế tiếp, chỉ chờ, mặt trời nhỏ số hiệu T2333, quỹ đạo đã kích hiệu quả tản đi, thần quốc ngụy thần có thể một lần hành động dẫy giụa, phôi thai ngưng thị, hiệu quả. Bình phục là cường đại cửu phẩm cấp bậc tồn tại. Hừ, lúc này, đột nhiên một đạo tiếng hừ lạnh tại thần quốc ngụy thần bên tai vang lên. Ngoại trừ thần quốc ngụy thần bên ngoài, lại không ai có thể nghe được lên tiếng hừ lạnh. Cùng một thời gian, thần quốc ngụy thần tinh thần bị kéo vào đến một cái tuyệt vọng trong thế giới. Chỗ đó, khắp nơi tràn đầy tuyệt vọng, tử vong, giết chóc, phá hư cùng với vô hạn sợ hãi. Trong tích tắc trong thời gian, tinh thần lực của nó tại nơi này tuyệt vọng thế giới, bên trong, đã bị chém giết 1000 vạn lần. Lần lượt tử vong, lần lượt phục sinh, lại một lần tử vong. Nháy mắt sau đó, thần quốc ngụy thần tinh thần lực hỏng mất. Hắn đã mất đi lực chống cự. Thần thụ lên đóa hoa, càng phát ra rực rỡ. Hoa nở, hoa rơi. Bông hoa héo tàn sau đó, một mai tinh xảo hạt giống rơi xuống, rời khỏi tay của Tống Thư Hàng bên trong. Tinh xảo hạt giống, hiện lên trong suốt trạng thái. Tống Thư Hàng giơ lên hạt giống quan sát, phát hiện tại trong suốt hạt giống bên trong, cất giấu một tòa tràn đầy vết rạn kiến trúc. Cái này kiểu kiến trúc, thoạt nhìn rất quen mắt. Tống Thư Hàng tâm niệm vừa động, đem tòa kiến trúc này hình vẽ truyền lại cho trong hạch tâm thế giới, quy tiền bối chỗ đó. Đây là, viễn cổ thiên đình nhà ăn, nhìn qua hẳn là số 111 nhà ăn. Không có sai, ta đã từng thường xuyên ở chỗ này ăn cơm. Quy tiền bối lập tức trả lời. Viễn cổ thiên đình nhà ăn. Cũng là viễn cổ thiên đình một mảnh vỡ rồi. Làm sao luôn cảm giác, ngụy thần, thần quốc, cùng, viễn cổ thiên đình, có quan hệ rất lớn. Trước đó lần thứ nhất bị giết chết hỏa diễm con mắt ngụy thần, hắn trong hạch tâm thế giới cũng cất giấu một bộ phận viễn cổ thiên đình mảnh vỡ một nửa to lớn vô cùng tượng thần trong cơ thể còn sẽ tuôn ra một cái hắc hà. Nhìn là mang thai cộng phôi thai ngưng thị. Trực tiếp đem, ngụy thần, trong cơ thể, viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, cho chóc bong đi ra. Tống Thư Hàng lần nữa hướng vị kia, thần quốc ngụy thần, nhìn lại. Hạt giống rơi xuống sau đó, thần quốc ngụy thần biến thành đại thụ tản đi, một lần nữa hóa thành ngụy thần thần thể. Chỉ là lúc này, thần quốc ngụy thần thần thể rút lại một nửa, ôm thành một đoàn run lẩy bẩy. Hắn hoảng sợ ngắm nhìn Tống Thư Hàng, sau đó mở ra bản thân thần quốc chi môn, cũng không quay đầu lại chui vào. Biến mất không thấy gì nữa.
liền một câu lời nói tàn nhẫn đều không có để lại. Chúc mừng ngươi, Tống Thư Hàng. Lúc này, Bạch Tiền Bối thanh âm tại Tống Thư Hàng trong đầu vang lên. Tống Thư Hàng. Ừ, chúc mừng ngươi mừng được quý tử. Bạch Tiền Bối nói. Tống Thư Hàng, đừng nói giỡn, Bạch Tiền Bối. Chỉ có điều, ta còn là không có hiểu rõ, nhìn là mang thai, cộng, phôi thai ngưng thị, tác dụng rút cuộc là cái gì? Đại thụ, đóa hoa, hạt giống. Tiếp đó theo ngụy thần trên thân chóc bong rơi xuống, viễn cổ thiên đình mảnh vỡ. Đây rốt cuộc coi như là năng lực gì? Rất đơn giản năng lực, đây là cướp đoạt lực lượng. Bạch Tiền Bối nói, cướp đoạt những sinh vật khác lực lượng cùng tài phú, tại cửu U, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Người bộ này thiên phú năng lực, liền là cướp đoạt hiện hóa. Nghe rất lợi hại bộ dạng, Tống Thư Hàng nói thầm. Ừ, nếu như ngươi nhân phẩm tốt, quả thực hẳn là rất lợi hại thiên phú năng lực. Bạch Tiền Bối nói. Hắn vừa rồi một mực chú ý Tống Thư Hàng, nhìn là mang thai cộng phôi thai ngưng thị, hiệu quả, hắn cũng rất tò mò Tống Thư Hàng thiên phú năng lực đến cùng có hiệu quả gì. Liền trước mắt đến xem, cướp đoạt mục tiêu, Tống Thư Hàng thiên phú cướp đoạt thiên về tài phú tuyển hạng. Hắn theo thần quốc ngụy thần, trên thân cướp đoạt tới năng lượng, cực kỳ bé nhỏ. Vẫn còn so sánh không lên hắn cho Tống Thư Hàng ăn đường đậu. Mà nhằm vào, tài phú cướp đoạt, hiệu quả hoàn toàn là ngẫu nhiên. Nhân phẩm tốt lúc, nói không chừng có thể từ đối phương trên thân chóc bong ra đồ vật không tệ. Nhân phẩm không tốt lúc, một bộ kỹ năng đi xuống, nói không chừng chỉ có thể cướp đoạt đến, mặc 1.000 năm bít tất, mặc 1.000 năm áo khoác, các loại đồ vật. Liền trước mắt mà nói, nhân phẩm của ta cũng không tệ lắm nha. Tống Thư Hàng sờ sờ cằm nói. Đúng vậy, Bạch Tiền Bối nói. Tống Thư Hàng nhân phẩm quả thực không tệ, lần đầu tiên nếm thử, nhìn là mang thai cộng phôi thai ngưng thị, thời gian, với hắn cái này cửu u chúa tể ở một bên hộ pháp, nhân phẩm này, có thể không tốt sao? Lần sau đổi lại hắn một mình sử dụng cái này kỹ năng thử xem, nhìn hắn có thể cướp đoạt đến cái gì đi ra. Mặt khác, phôi thai ngưng thị hiệu quả, lại để cho Bạch Tiền Bối rất thất vọng. Không có thật làm ra một cái mạng đi ra, xoa bình. Hắn mới vừa rồi còn lòng tràn đầy vui mừng mong mỏi Tống Thư Hàng có thể chơi đùa cái tiểu Thư Hàng cái gì đi ra. Còn phôi thai ngưng thị. Thiên phú tên cùng thiên phú năng lực hoàn toàn không phù hợp, có lừa dối hiểm nghi. Chỉ có điều nói trở lại, lừa dối, cướp đoạt các loại, ban đầu cũng là cửu u thế giới đặc sắc. Bạch Tiền Bối, kim loại trái tim ta thông qua hạch tâm thế giới chuyển giao cho ngươi. Ngươi muốn cái này trái tim là muốn làm cái gì? Tống Thư Hàng nói. Đương nhiên là cho mặt trời nhỏ số hiệu T2333 chứa cái hạch tâm A. Ta phí hết lớn như vậy tinh lực, vì chính là cho nó chứa cái động lực hạt nhân. Ban đầu theo kế hoạch của ta, tại bóp tốt thời gian về sau, lại để cho số hiệu T2333 tiến nhập hiện thế, tỏa ra hào quang, trở thành đợt thứ hai mặt trời. Tiếp đó, theo Trung Yên Chi Giáo đem cái này hạch tâm cho lừa gạt đi ra. Không nghĩ tới, trên đường bị ngươi làm rối loạn kế hoạch. Bạch Tiền Bối nói. Được cái, kim loại trái tim cuối cùng vẫn là tới tay. Lúc này, Tống Thư Hàng ý niệm khẽ động, đang chuẩn bị đem kim loại trái tim chuyển rời đến hạch tâm thế giới. Nhưng lúc này, hắn phát hiện một vấn đề. Kim loại trái tim đính vào tôm hùm thần chiến xa bên trên, không chịu đi xuống. Chương 1418, kim đan cấu đồ, lấy tâm là bút. Không tốt, Bạch Tiền Bối. Kim loại trái tim cùng ta, tôm hùm thần chiến xa, kết hợp cùng một chỗ, không chịu đi xuống. Tống Thư Hàng vội la lên. Quả nhiên như ta sở liệu, từ vừa mới bắt đầu, người tam thập tam thú tổ hợp pháp khí ngưng tụ ra tới đây mặt trời hình thái. Chỉ sợ cũng bị trở thành cái kia, mở to mắt con ngươi tinh cầu, phục sinh vật dẫn. Chỉ có điều, cái kia mở to mắt con ngươi tinh cầu chỉ là bị giam thiên đạo phòng tối, căn bản không có chết mất. Vì vậy, cái này kim loại trái tim, trở về chúng ta. Bạch Tiền Bối một chút cũng không lo lắng. Cái kia, Bạch Tiền Bối, ta hiện tại muốn làm sao đem kim loại trái tim trả lại cho ngươi. Tống Thư Hàng cười khổ nói. Bạch Tiền Bối, chuyện nào có đáng gì? Đang khi nói chuyện, theo Bạch Tiền Bối tà liên thế giới bên trong, có một vật truyền tống đến. Tôm hùm thần chiến xa. Đừng quên, Tống Thư Hàng chế tạo, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, là hai bộ. Một bộ mặc dù nói là vì, Bạch Tiền Bối, chế tạo, nhưng trên bản chất, hắn còn là trở về Tống Thư Hàng tất cả. Trên người nó in dấu chính là Tống Thư Hàng, thánh ấn là Tống Thư Hàng từng bước một đem chúng nó tổ hợp. Hai bộ, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, khác biệt duy nhất.
liền là tổ hợp pháp khí hạch tâm nghịch kình vũ sĩ quyền sáo. Trừ điều đó ra, những thứ khác bộ phận đều là giống như đúc. Chúng ta đem tôm hùm thần chiến xa trao đổi một chút, chắc có lẽ không ảnh hưởng chọn bộ pháp khí sử dụng hiệu quả. Bạch tiền bối nói, kim loại trái tim cho là mình đính vào Tống Thư Hàng, tôm hùm thần chiến xa, bên trên, có thể dính lên Tống Thư Hàng rồi hả? Quá ngây thơ rồi. Tống Thư Hàng thế nhưng là có hai bộ, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí tồn tại. Mặc dù có một bộ đã thành bạch tiền bối siêu tầm phẩm, nhưng bản chất không có phát sinh biến hóa. Thì cứ như vậy, hai chiếc tôm hùm thần chiến xa hoàn thành giao dịch. Tống Thư Hàng thử một chút, tuy rằng đổi chiến xa, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, sử dụng. Chỉ cần tổ hợp pháp khí hạch tâm, nghịch lân võ sĩ bao tay, không ra vấn đề, mặt khác 32 kiện pháp khí cũng đều là hắn, bản mệnh pháp khí là hắn có thể thuận lợi đem vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành cho tổ hợp đi ra. Chờ ta nghiên cứu ra cái này kim loại trái tim cấu tạo, đến lúc đó cho ngươi cũng biết một viên đi ra. Bởi như vậy, đến lúc đó ngươi sử dụng tam thập tam thú tổ hợp pháp khí cũng không cần tiêu hao bản thân lực lượng. Bạch tiền bối tâm tình rất tốt. Cái này kim loại trái tim là mở to mắt con ngươi tinh cầu, lưu lại dự phòng hạch tâm, về sau đã thành hắn phục sinh thủ đoạn, đồng dạng là đệ nhị thiên đạo tác phẩm. Đưa ta một viên, Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên. Bạch tiền bối, đúng vậy, không thể tặng không ngươi. Dù sao ta là cửu u chúa tể à. Đến lúc đó, ngươi suy nghĩ một chút dùng cái gì tới đây cùng ta đổi lại đi, đương nhiên muốn đồng giá mới được. Tống Thư Hàng thật là muốn cho mình một miệng lưỡi, không có việc gì lắm miệng cái gì. Tới tay phúc lợi, thoáng cái đã bay. Tốt rồi, muốn vật tới tay, ta phải thật tốt nghiên cứu một chút cái này kim loại trái tim, còn có phá phòng tối bản phi kiếm. Cũng không có việc gì đều đừng gọi ta, Bạch tiền bối nói. Tống Thư Hàng, chờ chút, Bạch tiền bối. Phụ cận có phải hay không còn có rất nhiều, Trung Yên chi giáo, cuồng tín đồ tụ tập. Có biện pháp nào không đưa bọn họ một mẻ hốt gọn? Nếu không, bọn hắn nếu nhớ kỹ ta, quá nguy hiểm. Hiện tại, hắn chính diện lấy đi, kim loại trái tim nhất định đã trở thành, Trung Yên chi giáo, cuồng tin phố bia ngắm. Bạch tiền bối đi, những thứ này cuồng tín đồ nổi điên đối với hắn công kích, hắn có thể nhìn không được. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi bây giờ tiểu trong suốt trạng thái, chuyển cái đầu thời gian, bọn hắn liền sẽ đem ngươi đã quên. Bạch tiền bối bình tĩnh nói. Đừng nói nhớ kỹ Tống Thư Hàng, mấy giây sau, Trung Yên chi giáo tín đồ liền sẽ đem cùng Tống Thư Hàng có quan hệ sự kiện toàn bộ quên mất. Đến lúc đó, bọn hắn chỉ biết một mặt mộng bức lưu lại tại chỗ, không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, bọn hắn sẽ phát hiện cả đời mình tích góp linh thạch, toàn bộ không thấy. Đúng vậy. Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên. Vọng Thiên, vừa nghĩ như thế lời nói, tiểu trong suốt trạng thái cũng có không thiếu chỗ tốt nha. Bạch tiền bối ý thức lui về tà liên thế giới, địa cầu quỹ đạo chỗ, mặt trời nhỏ số hiệu T233 cũng biến mất không thấy gì nữa. Tống Thư Hàng lẳng lặng lơ lửng ở không trung. Tại hắn dưới chân, có hắc liên hiển hiện, nâng thân thể của hắn. Quả nhiên, Trung Yên chi giáo người không có hành động. Chỉ sợ hiện tại, bọn hắn đã đem ta quên đi. Dạng này cũng tốt, đã giảm bớt đi một cái đại phiền toái. Lúc này, Tống Thư Hàng toàn thân, đen cùng than, ngoại trừ lòng trắng bên ngoài, trên người hắn sẽ không có màu trắng địa phương quách đại ít nhất răng trắng, Tống Thư Hàng hiện tại liền hàm răng đều là đen. Cũng không biết dược hiệu lúc nào mới có thể đi qua. Tống Thư Hàng gãi gãi đầu lại nói, hiện tại hắn nếu như sử dụng, thôi phát thuật, lời nói, dài ra tóc rút cuộc là màu lam đây này. Còn là màu đen. Có muốn thử một chút hay không? Nói không chừng bởi vì dược hiệu ảnh hưởng, tóc của hắn bình phục là màu đen cũng không nhất định. Chờ thực tiên yến về sau, hắn tìm một chỗ không người thử xem. Nếu không ngộ nhớ đưa tới tai nạn cự quy, sẽ cho chung quanh mang đến thiên tai, xử lý tương đối phiền toái. Sau đó, Tống Thư Hàng lại đem cái kia miếng, hạt giống, trồng đến hoạt tuyền bên cạnh, trồng tại thụ yêu, mễ lộ lộ, bên cạnh. Cũng không biết cái này hạt giống về sau có thể dài ra cái gì tới đây. Nói không chừng có thể dài ra một cái, thiên đình nhà ăn, tới đây. Mặt khác, mễ lộ lộ cây giống, nhìn qua tựa hồ biến lớn đi một tí. Tống Thư Hàng trong lòng một mảnh vui mừng. Kế tiếp, trở về thực tiên yến bí cảnh đi, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Lần này bạch tiền bối xuất quan, hắn có thể cùng bạch tiền bối cùng một chỗ tiến hội trường. Có bạch tiền bối tại,
liền không cần lo lắng nói chuyện phiếm bầu không khí lúng túng. Hắn nhìn về phía dưới, Bạch Tiền Bối đứng ở bí cảnh cửa ra vào, đối với hắn vẫy vẫy tay. Tống Thư Hàng đưa tay vung lên, tế ra bảo đao phách toái. Đứng ở trên đao phách toái, cầm lấy một vòng vòng bảo hộ, Thư Hàng trong lòng thoáng cái an tâm. Bảo đao phách toái thúc giục, hướng Thực Tiên Yến bí cảnh bay đi. Nhưng mà, làm Tống Thư Hàng bay đến một nửa lúc, đột nhiên trước mắt một đen. Phịch phịch phịch, trái tim của hắn dị thường nhảy lên, hữu lực nhảy lên, phảng phất muốn theo lồng ngực của hắn nhảy ra ngoài một loại. Bảo đao phách toái tự động hộ chủ, hắn dừng lại, nâng lên Tống Thư Hàng. Phía dưới, Bạch Tiền Bối phát giác Tống Thư Hàng trạng thái khác thường, thân hình hắn khẽ động, không gian thiên phú năng lực phát động, trong nháy mắt xuất hiện ở Tống Thư Hàng sau lưng. Bạch Tiền Bối đưa tay đặt tại bảo đao phách toái bên trên, đem hắn nâng lên. Lúc này, trên đao phách toái, Tống Thư Hàng sa vào đến trạng thái hôn mê. Năng lượng tiêu hao quá lớn sao? Bạch Tiền sáng sớm nói thầm. Hắn đưa tay đặt tại Tống Thư Hàng trên thân, kiểm tra đo lường trạng huống thân thể của hắn. Không đúng a, Thư Hàng năng lượng hiện tại ở vào tràn đầy trạng thái, sung túc vô cùng. Vậy tại sao sẽ lâm vào hôn mê? Bạch Tiền Bối một mặt nghi hoặc. Suy nghĩ một chút về sau, Bạch Tiền Bối cầm lấy bảo đao phách toái, liền cùng cầm theo con chim lồng, cầm theo Tống Thư Hàng đáp xuống. Tiên tiến, Thực Tiên Yến, bí cảnh, lại cẩn thận cho Thư Hàng kiểm tra đo lường xuống trạng thái tinh thần. Nói không chừng là tinh thần phương diện tiêu hao quá lớn. Lúc này, Tống Thư Hàng ý thức xuất hiện ở một viên kim đan trước mặt. Không phải của hắn mập kình kim đan, mà là viên kia tiểu hào cửu u kim đan. Chỉ có điều tại Tống Thư Hàng ý thức xem ra, tiểu kim đan hóa thành một cái phòng nhỏ lớn nhỏ, mà hắn đứng ở tiểu kim đan phía dưới. Lúc này, Tống Thư Hàng trong lòng vọt lên một loại xúc động. Hắn muốn tại trên kim đan vẽ chút gì đó. Loại này xúc động, nói đúng ra là một loại đốn ngộ. Là ngũ phẩm linh hoàng sức mạnh đạt tới trình độ nhất định về sau, có thể bắt đầu kim đan diễn đồ, biểu tượng. Tống Thư Hàng vươn tay ra, lấy chỉ là bút, điểm tại tiểu kim đan bên trên. Tiểu kim đan bên trên phù hiện 9 đạo long văn, mỗi một đạo long văn đều hóa thành một đạo thần quang. Kim đan diễn đồ lúc, làm cho cấu vẽ, đồ án, càng phức tạp, liền đại biểu cho kim đan càng cường đại. Tống Thư Hàng ngón tay chỉ xuống dưới thời gian, 9 đạo long văn đồng thời là Tống Thư Hàng cung cấp thuốc màu. Tiểu kim đan bên trên, xuất hiện một cái kim sắc điểm nhỏ. Kim đan diễn đồ thời gian, kim đan là họa quyển, long văn là bút là thuốc màu. Long văn số lượng càng nhiều, tại kim đan cấu đồ thời gian thì có tuyệt đối ưu thế. Kim đan cấu đồ, thế nhưng, ta muốn vẽ cái gì mới tốt? Tống Thư Hàng trong lòng hiện lên một tầng nghi hoặc. Theo lý, kim đan cấu đồ lúc, tu sĩ án lấy bản thân bản năng, đem nhân sinh của mình trải qua, cảm ngộ, còn có đối với chính mình công pháp lý giải, thậm chí là đạo ý kiếm ý một đám nhân tố, phàm là cùng tu sĩ nhân sinh có quan hệ hết thảy đồ vật, đều hòa tan vào đầu ngón tay, tại trên kim đan cấu vẽ ra một mình thuộc về mình họa quyển. Mỗi người kim đan cấu đồ, đều là độc nhất vô nhị. Mỗi người, tại trong lòng sinh ra, vẽ, xúc động thời gian, trong lòng cũng đã có được, kim đan cấu đồ, lối suy nghĩ. Một khi hạ bút, tu sĩ trả lời sẽ biết bản thân muốn vẽ cái gì, muốn vẽ cái gì. Nhưng Tống Thư Hàng trong đầu, trống rỗng. Hắn căn bản không biết mình muốn tại tiểu kim đan lên vẽ cái gì mới tốt. Chẳng lẽ muốn bắt chước nhập mộng bên trong thời gian, thiên đế, kim đan cấu đồ, tại trên kim đan vẽ ra, thiên đình, đồ án. Thế nhưng, thiên đình đồ án đại biểu cho là vô cùng to lớn tiềm lực. Tống Thư Hàng trong đáy lòng hy vọng đem hắn lại hoàn thiện một chút, tiếp đó hoạch định bản thân trên mập cá voi kim đan đi. Nếu như đem, thiên đình, kết cấu vẽ ở tiểu kim đan bên trên, có thể hay không có chút lãng phí. Nhưng nếu như không vẽ thiên đình, đồ án lời nói, hắn có thể vẽ cái gì? Nhớ lại một chút, tiếp đó án lấy bản thân bản năng đi vẽ. Tu luyện của ta kinh nghiệm. Tiếp cận 5 tháng tu chân kinh nghiệm, có lẽ còn có thể lại thêm mấy lần nhập mộng nhân sinh trải qua. Còn có công pháp của ta, đạo ý của ta, đao pháp của ta. Suy tư thời điểm, tay của Tống Thư Hàng chỉ không tự chủ được bắt đầu huy động. Một đoàn trông rất sống động hỏa diễm, xuất hiện ở nhỏ trên kim đan. Hỏa diễm là Tống Thư Hàng chủ thuộc tính một trong, cũng là Tống Thư Hàng tu luyện trong đời tiếp xúc nhiều nhất thuộc tính. Tỷ như phần thiên hỏa diễm đao. Tỷ như cửu tu phượng hoàng đao,
tỉ như tam thập tam thú tổ hợp pháp khí hình thái thứ hai, vĩnh viễn không ngừng lại nổi giận tàn dương. Sau đó thì sao? Hỏa diễm sau đó, là cái gì? Tống Thư Hàng nhíu mày. Hỏa diễm sau đó, hắn có thể nghĩ đến đúng là đao ý khôi giáp, các loại thối thể kim cương thân, vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành. Như vậy, muốn đem đại biểu phòng ngự cực hạn, thánh thành, cho vẽ lên đây. Tâm niệm vừa động về sau, Tống Thư Hàng ngón tay lại huy động lên tới đây. Vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành cái kia kết cấu phức tạp, rất nhanh xuất hiện ở trên kim đan. Nhưng mà, coi như là đem thánh thành vẽ lên đi, tiểu kim đan lên không gian mới bị vẽ lên 1/10 không đến. Chương 1419, nhìn, như cũ là. Vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành, rất lớn cũng rất phức tạp. Nhìn kỹ, đó có thể thấy được 33 loại lắp ráp bộ phận đều có được khác nhau phong cách, thánh thành bên trên còn khắc đầy các loại minh văn. Hơn nữa thánh thành bên ngoài còn có một chiếc tôm hùm thần chiến xa, cùng dã chư phách giả tràng giác. Lại thêm lúc ban đầu vẽ cái kia một đóa trông rất sống động hỏa diễm, thì treo ở tôm hùm thần chiến xa, bên trên, cái kia khôi giáp nam tử trên đao. Soái cực kỳ. Tống Thư Hàng ban đầu cho là mình cái này phức tạp đồ án, ít nhất cũng có thể chiếm cứ tiểu kim đan, một nửa trở lên vị trí. Không nghĩ tới vừa quay đầu lại phát hiện, phức tạp như vậy, vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành vậy mà chỉ chiếm theo 1/10 vị trí. Cái này rất lúng túng. Nói cách khác, ta ít nhất còn muốn vẽ 9 tòa cùng, vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành, phức tạp, khổng lồ đồ vật, mới có thể nhồi vào tiểu kim đan. Tống Thư Hàng trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cũng chỉ có đem, viễn cổ thiên đình, cho mang lên đi, mới có thể chiếm hết tiểu kim đan. Thế nhưng trong lòng của hắn lại có điểm không cam lòng. Nếu như hiện tại liền đem, viễn cổ thiên đình hỏa quyển, cho vẽ lên đi lời nói, luôn có loại bản thân đã thua bởi tiểu kim đan cảm giác. Tống Thư Hàng sâu trong đáy lòng, có loại không chịu thua tính cách. Không thể đơn giản buông tha. Ta còn có thể lại cấp cứu. Không đúng. Là có thể cố gắng nữa một chút. Cẩn thận nhớ lại kinh nghiệm của ta, quá khứ của ta. Nhất định còn có thể vẽ ra những vật khác, ngoại trừ hỏa diễm thuộc tính bên ngoài, ta còn có lôi thuộc tính. Liên quan tới, lôi thuộc tính nhân sinh của ta bên trong cuối cùng đã trải qua cái gì đây? Tống Thư Hàng nhớ lại. Ừ, hắn biết trường tâm lôi cộng sạc pin thuật, còn có đằng sau học xong phía sau một mực không có cơ hội sử dụng, thiên sư chính pháp lôi pháp thiên. Ngoại trừ cái này ba loại pháp thuật bên ngoài, công kích của hắn phương thức cùng với lôi thuộc tính không có gì quan hệ. Thật sự là lãng phí hắn mạnh như vậy công kích loại hình thuộc tính. Nếu như đổi thành mặt khác tu luyện giả, có được lôi, hỏa, song thuộc tính lời nói, tại ngũ phẩm linh hoàng lúc trước, tuyệt đối đã khai phá ra rất nhiều thuộc về mình đặc thù võ kỹ. Thiên lôi động đến địa hỏa, cái này hai loại thuộc tính hoặc là phối hợp lại, uy lực tuyệt đối không phải một cộng một đơn giản như vậy. Tuy rằng trường tâm lôi cùng sạc pin thuật rất yếu gà, nhưng ta trong đời cùng lôi thuộc tính có quan hệ trải qua còn thì rất nhiều nha. Tống Thư Hàng nói. Thiên kiếp. Đủ loại thiên kiếp. Tống Thư Hàng khác tấn ba thiên kiếp, là nghìn năm khó gặp 11 sóng thiên kiếp, thiên lôi cái kia ầm vang, lại bày ra lại mãnh liệt. Tống Thư Hàng ba tấn bốn thiên kiếp, là xưa nay chưa từng có thiên kiếp 5+1, 6 không hiểu. Vừa lên tới đây trực tiếp liền là bát phẩm huyền thánh cấp thiên kiếp. Đạo thiên lôi này tư vị, chua thoải mái đến không cách nào hình dung. Tống Thư Hàng 4 tấn 5 thiên kiếp, là cửu u ma kiếp cùng thiên kiếp đầu trường hợp hợp tác, ma kiếp cùng thiên kiếp sát tay cùng ăn, quả thực không cho người lưu lại đường sống. Cái này mấy lần sóng thiên kiếp, tuy rằng ẩn chứa hỏa, thổ, kim, thủy, băng, tâm ma trợ khác thuộc tính kiếp nạn. Thế nhưng, thiên lôi vĩnh viễn là thiên kiếp tiên phong cùng giọng chính. Đem bản thân ba đợt thiên kiếp nhớ lại một loại về sau. Tống Thư Hàng sắc mặt đều có chút tái nhợt. Ta đến tận bây giờ còn không có mắc, thiên kiếp sợ hãi chứng, thật sự là tâm lớn. Tống Thư Hàng nói. Chỉ có điều may mắn mà có cái này một sóng nhớ lại, linh thạch bạo tạc, sáng tác cảm giác tới. Hắn đưa tay tại chính mình tiểu kim đan trên có khắc vẽ. Từng đạo bóp méo tia chớp, các loại tư thái thiên lôi, theo Tống Thư Hàng trong trí nhớ bị lấy ra, rơi vào, vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành, trên không. Xưa nay chưa từng có, 11 sóng thiên kiếp, huyền thánh kiếp, lôi trì chi hải, huyền ma kiếp, hắc ám ma lôi. Vẽ lấy, Tống Thư Hàng đích xác linh thạch ngăn không được, đủ loại tia chớp theo hắn chỉ xuống hiển hiện. Lôi cầu hình thái thiên kiếp, lôi long hình thái thiên kiếp,
cơn dông trạng thái thiên kiếp. Cả tòa, vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành, đều bị thiên kiếp lôi vây quanh, thoáng cái, tiểu kim đan, kết cấu, bầu không khí biến ngưng trọng lên. Thánh thành phía trước, tôm hùm thần chiến xa, đời trước bề ngoài lấy, Tống Thư Hàng, nam tử trên thân, giống như hiện lên ra một loại bi tráng hương vị. Luôn cảm giác, dạng này vẽ lời nói, có chút tại ngược đãi bản thân a. Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói. Biết rất rõ ràng tôm hùm thần chiến xa bên trên nam tử chính là mình, vẽ lôi kiếp bổ bản thân chính là tại hành hạ bản thân. Thế nhưng tại thánh thành trên không vẽ lên vô số thiên kiếp lôi thời gian, Tống Thư Hàng trong lòng có loại không hiểu phóng khoáng cảm giác. Đã từng, ta chính là như vậy đối kháng rất nhiều thiên kiếp. Đem trong trí nhớ mình tất cả, thiên kiếp, lôi điện, toàn bộ tô vẽ tại tiểu kim đan bên trên về sau, tiểu kim đan bên trên kết cấu lại thêm 2/10. Nhiều như vậy thiên kiếp đồ án, chiếm cứ thể tích cũng chỉ là, vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành, gấp 2. Còn chưa đủ, còn có 7 tầng địa phương cần tô vẽ. Tống Thư Hàng nói khẽ. Còn có thể lại vẽ cái gì đây? Tu luyện của hắn trong đời, còn có cái gì đáng giá đào móc tin tức cùng trải qua? Trong nháy mắt, trong đầu hắn nhớ tới, Cửu Châu Nhất Hào Quần, bên trong các vị tiền bối. Bạch tiền bối, Hoàng Sơn Chân Quân, Hiến Công Cư Sĩ, Tam Lãng tiền bối. Dược sư tiền bối, đồng quái tiên sư. Cùng với cùng hắn cùng thế hệ Tô Thị A Thập Lục, Vũ Nhu Tử, Ngư Kiều Kiều. Thế nhưng, coi như là đem Cửu Châu Nhất Hào Quần tiền bối đều vẽ lên, chiếm cứ thể tích cũng rất nhỏ. Tống Thư Hàng nói, tất cả thành viên vẽ lên đi, đều cùng tôm hùm thần chiến xa, bên trên nam tử lớn, chỉ là như vậy một cái điểm nhỏ. Càng trọng yếu chính là, nếu như có thể mà nói, hắn muốn đem Cửu Châu Nhất Hào Quần hoạch định bản thân trên mập cá voi kim đan. Cửu Châu Nhất Hào Quần, là hắn căn. Là hắn bước vào, tu chân giới, ngọn nguồn. Đối với Tống Thư Hàng mà nói, Cửu Châu Nhất Hào Quần, có được lấy vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Thứ trọng yếu nhất, đương nhiên muốn vẽ tại là quan trọng nhất bản mệnh trên kim đan. Nghĩ đến, Cửu Châu Nhất Hào Quần, về sau, Tống Thư Hàng khóe miệng hiển hiện nụ cười ôn nhu. Cùng một thời gian, trong lòng của hắn đã nghĩ tới một cái rất kỳ diệu chủ ý. Nếu như trên thế giới này có một việc rất khó giải quyết, hơn nữa thật sự nghĩ không ra phương pháp giải quyết lời nói. Như vậy sẽ dùng đơn giản nhất thô bạo phương pháp đi. Bạo tạc, hầu như có thể giải quyết trên thế giới này tất cả vấn đề. Muốn làm sao hình thành một cái mới vũ trụ, oanh. Nên xử lý như thế nào một cái cấp thế giới xâm lấn vật, oanh. Muốn giải quyết như thế nào hai nước ở giữa phân tranh. Oanh! Muốn làm sao giết chết một cái địch nhân cường đại? Oanh! Người xem, theo vũ trụ cấp sự kiện đến cấp thế giới sự kiện, lại đến quốc gia cấp sự kiện, thu nhỏ hơn nữa đến ân oán cá nhân, không có là một phát, oanh, không cách nào giải quyết. Nếu có, vậy dùng, oanh oanh, đến giải quyết. Tống Thư Hàng giơ tay lên chỉ, tại kim đan cấu đổ bên trên tiếp tục nhanh chóng tô vẽ. Đầu tiên là một vòng thiên kiếp hỏa pháo. Vô số đạn pháo hướng về, vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành trong hư không tràn đầy đủ loại bạo tạc. Sau đó là thiên kiếp đạn đạo quần, phô thiên cái địa thiên kiếp đạn đạo, mỗi một cái đều có được khác nhau loại hình. May mắn mà có bạch tiền bối nhất thời cao hứng soát vô số thiên kiếp đạn đạo, thiên kiếp đạn hạt nhân, thiên kiếp bom hydro. Những thứ này, hôm nay đã thành Tống Thư Hàng nghiên cứu tư liệu sống. Đem hắn bạch tiền bối soát thiên kiếp đạn đạo loại hình, toàn bộ vẽ lên một lần. Đạn đạo sau đó, thiên kiếp bom nguyên tử, thiên kiếp bom hydro cũng không có thể thiếu. Đã đạn hạt nhân đi ra, cái kia nổ tung mây hình nấm cũng không có thể vắng mặt. Mỗi một đóa mây hình nấm đều là nghệ thuật, tràn đầy bạo lực mỹ học. Bởi vì loại hình khác nhau, mây hình nấm hình thái, lớn nhỏ, uy lực đều có chỗ bất đồng. Long trời lở đất, rời sông lấp biển. Mưa đạn cùng biển pháo, phủ kín tiểu kim đan bên trên. Vô số bạo tạc. Đều tập trung vào tam thập tam thú tổ hợp pháp khí vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành. Hết màn đều là vũ khí, hết màn đều là bạo tạc, Tống Thư Hàng kim đan cấu đổ đã thành một tấm chiến tranh họa quyển. Chỉ là nhìn xem kim đan cấu đổ bên trên đồ án, bên tai liền giống như truyền đến vô số, ầm vang, thanh âm, long trời lở đất, một loại thế giới cũng đã tan vỡ tận thế cảm giác truyền lại đi ra. Theo cái này bức họa cuốn sắp hoàn thành, Tống Thư Hàng trong lòng tự nhiên mà vậy hiển hiện một cái tên. Thuộc về cái này bức họa mới có tên. Như cũ là vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành. Dù cho đối mặt là tận thế trong công kích, đủ để đem thế giới đều hủy diệt trong lúc nổ tung,
Thánh Thành như trước sẽ không sụp đổ. Hắn như cũ là mãi mãi không sụp đổ mạnh nhất phòng ngự. Vẫn chưa xong, còn có cuối cùng một điểm không gian. Tống Thư Hàng cánh tay đều tại run rẩy. Bạo tạc, thiên kiếp đạn đạo, thiên kiếp đạn hạt nhân, cái này một loạt hình ảnh hắn tất cả đều là nhất cỗ tác khí hoàn thành. Tinh thần đã mỏi mệt đến điểm tới hạn, hắn có thể cảm ứng được trong cơ thể mình linh lực cũng đã tiêu hao đến cực hạn. Muốn biết rõ, hắn có thể là có được hai khỏa kim đan nam nhân. Hơn nữa, hắn vừa nuốt vào, Bạch Tiền Bối, đưa hắn đường đậu đan dược, trong cơ thể linh lực ở vào bộc phát trạng thái, tại dược hiệu trong lúc, linh lực của hắn tại liên tục không ngừng bình phục. Thuần túy lấy, linh lực, mức độ đến xem, hắn bây giờ linh lực đã hoàn toàn vượt qua nhập mộng thời gian thiên đế. Nhưng lúc này, trong cơ thể hắn linh lực như trước sắp tiêu hao khô kiệt. Nói cách khác, hắn vẽ cái này bức, như cũ là vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành đã so với thiên đế, thiên đình hỏa quyển còn muốn phức tạp. Cuối cùng, quả nhiên ta còn là muốn vẽ lên cái này. Tống Thư Hàng tại kim đan hỏa quyển cuối cùng một chút nơi hẻo lánh vị trí, vẽ lên một phần tư đồng tử. Đây là cái kia, mở to mắt con người tinh cầu, con mắt. Không có vẽ lên toàn cảnh, thậm chí ngay cả tiêu chí tính con mắt cũng chỉ vẽ lên một phần tư trái phải. Nhưng đã đầy đủ. Mở to mắt con người tinh cầu công kích, là Tống Thư Hàng trước mắt đích thân thể nghiệm qua, mạnh nhất đối địch phương công kích. Cuối cùng linh lực, Tống Thư Hàng đưa tay, đang vẽ cuốn lên vẽ một cái. Cái này vẽ một cái, trở thành một phần tư đồng tử, phóng ra âm lãnh thánh quang công kích. Xảo diệu chính là, cái này một đạo ánh sáng nếu như kéo dài đến cùng thời gian, vừa vặn tiếp xúc tôm hùm thần chiến xa, bên trên khôi giáp nam tử. Mà Tống Thư Hàng đang vẽ khôi giáp nam tử thời gian, đầu hiện lên khẽ nâng lên hình dáng. Giờ khắc này, thánh thành phía trước nam tử ánh mắt, giống như xuyên thấu qua vô số bạo tạc, vô số hủy diệt công kích, cùng một phần tư đồng tử, đối mặt. Có một loại vương đối vương số mệnh cảm giác, như cũ là vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành. Tống Thư Hàng trong cơ thể cuối cùng một giọt linh lực bị rút khô, tinh thần lực đồng dạng tiêu hao trống không. Chỉ cần chủ nhân còn đang ở, thánh thành liền vĩnh viễn sẽ không ngã xuống. Dù sao, bởi vì thương cảm chủ nhân bị thánh thành ném ở bên ngoài, ngẫm lại liền lòng chua xót. Chương 1420, Thực Tiên Yến mở tiệc, giám định ánh sáng. Như vậy hố chủ nhân pháp khí, cũng vẻn vẹn hắn một nhà. Tống Thư Hàng khóe miệng mỉm cười. Một mặt thỏa mãn đã mất đi ý thức. Cùng một thời gian, mà trong cơ thể hắn, viên kia tiểu kim đan phát sinh biến hóa. Tiểu kim đan thể tích bắt đầu áp xúc, càng ngày càng nhỏ, nhưng là càng ngày càng mượt mà. Kim đan diễn đồ quá trình, bản thân liền là củng cố kim đan quá trình. Tại kim đan diễn đồ trong quá trình, tu sĩ kim đan sẽ càng ngày càng nhỏ, nhưng sẽ càng ngày càng mượt mà. Mà theo, kim đan diễn đồ, đồ án hoàn thiện. Kim đan màu sắc sẽ theo lúc ban đầu kim sắc, hóa thành tử kim màu sắc. Cái này là ngũ phẩm linh hoàng đệ nhị cảnh tử kim đan cảnh giới. Mà tử kim đan cảnh giới một bước cuối cùng, liền là tại kim đan diễn đồ, bên trên vẽ hạ tối hậu một bút. Lúc cái kia, vẽ rồng điểm mắt, một bút lấy xuống về sau, tử kim đan liền sẽ lần nữa lột xác, hóa thành lưu ly kim đan. Lưu ly kim đan là cảnh giới kim đan điểm cuối, là trùng kích lục phẩm chân quân, quá độ kỳ. Một khi tiến nhập, lưu ly kim đan, cảnh giới về sau, muốn chủ bị độ kiếp trận. Chỉ chờ đến thời cơ thích hợp, muốn độ kiếp, trùng kích lục phẩm chân quân cảnh giới. Tống Thư Hàng tiểu kim đan càng phát ra ngưng thực, càng phát ra mượt mà, rất nhanh thì đến được một loại cực hạn. Kim đan màu sắc cũng theo nguyên bản kim sắc chuyển hóa làm, tử kim, màu sắc. Chỉ có điều, tại đạt tới màu tím về sau, tiểu kim đan biến hóa rồi lại ngừng lại. Hắn không có chuyển hóa làm, lưu ly kim đan. Nói cách khác, Tống Thư Hàng tại tiểu kim đan bên trên cấu vẽ, như cũ là vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành, bức vẽ, còn kém cuối cùng một bút. Cái này điểm mắt một bút, vẫn chưa hoàn thành. Cái kia một bút đến cùng ở đâu? Tại vị trí nào? Là ở thánh thành bên trên? Là ở đầy trời trong lúc nổ tung? Là ở cái kia cuối cùng xuất hiện, đồng tử, ở trong? Điều này cần Tống Thư Hàng bản thân đi lĩnh ngộ. Đi tìm, đi suy tư. Vẽ rồng điểm mắt một bút, cần cơ duyên. Có đôi khi, duyên phận vừa đến, một chút đốn ngộ, có thể lại để cho tu sĩ tìm được vẽ rồng điểm mắt một bút chỗ, một bút rơi xuống, kim đan diễn đồ liền có thể sống lại. Điểm bên trên cuối cùng một bút, kim đan diễn đồ, cùng thiếu khuyết cuối cùng một bút, kim đan diễn đồ, hoàn toàn là hai cái cấp bậc tồn tại.
tiểu kim đan không có một hơi diễn hóa thành, lưu ly kim đan chỉ có thể nói Tống Thư Hàng thời cơ còn chưa tới. Huống hồ, Tống Thư Hàng bản mệnh kim đan là mập kình kim đan, hôm nay trên mập cá voi kim đan cấu đổ còn một bút không nhúc nhích đây. Lúc này, thực tiên yến bí cảnh bên trong. Tống Thư Hàng bản thể nằm ở, bảo đao phách toái lồng, bên trong. Bạch tiền bối ngồi xổm bên cạnh, hiếu kỳ đánh giá thân thể của hắn biến hóa. Tại Tống Thư Hàng bắt đầu, kim đan diễn đồ, lúc, phân thân của hắn đã bị tự động giải trừ. Bởi vì hắn không có dư thừa lực lượng đi duy trì phân thân tồn tại. Tiếp đó tại bạch tiền bối bên người, yêu mộng chân quân, thanh loan thánh quân, đông qua thánh quân đồng dạng một mặt tò mò ngồi xổm Tống Thư Hàng bên cạnh. Kỳ quái, đây là bá Tống Huyền Thánh, làm sao biến đen như vậy? Tuy rằng ta đối với bá Tống Huyền Thánh không có nhiều ấn tượng, nhưng luôn cảm giác hắn không phải người da đen mới đúng a. Yêu mộng thánh quân nói. Kỳ quái, loại này năng lượng chấn động, tựa hồ là kim đan cấu đồ. Vì cái gì bá Tống Huyền Thánh hiện tại sẽ ở kim đan cấu đồ? Đông qua thánh quân một mặt nghi ngờ nói. Hắn có chút không thể hiểu Tống Thư Hàng hiện trạng, hắn vốn nghĩ rằng muốn dùng năng lượng kiểm tra đo lường một chút bá Tống Huyền Thánh thân thể tình huống. Thế nhưng Bạch Thánh một mực gắt gao che chở bá Tống Huyền Thánh, không cho lực lượng của bọn hắn tới gần bá Tống. Vì vậy, bọn hắn chỉ có thể ngồi xổm một bên nhìn ra bá Tống Huyền Thánh biến hóa. Chẳng lẽ là bá Tống Huyền Thánh tại tu luyện cái gì đặc thù bí pháp? Ta cảm giác kim đan vị trí có chút không đúng, Thanh Loan Thánh Quân nói. Yêu mộng chân quân, theo kim đan cấu đổ năng lượng chấn động đến xem, viên này kim đan vị trí không tại bản mệnh đan điền, mà là tại long vĩ trong đan điền. Bá Tống Huyền Thánh tại sáng tạo kỳ công. Chúng ta là không phải có lẽ cấm kỵ một chút, Đông Qua Thánh Quân một mặt nghiêm túc nói. Công pháp, kỳ công, là một vị tu sĩ lập thân căn bản, là rất tư ẩn đồ vật, không tốt bị tu sĩ khác thấy. Không cần cấm kỵ, Bạch Tiền Bối bình tĩnh nói. Dù sao, một lát phía sau đoàn người liền sẽ quên mất, tránh không tránh đều là một cái kết quả. Chỉ có điều vì Tống Thư Hàng, kim đan cấu đồ, không bị quấy rầy, Bạch Tiền Bối mới ra tay bảo vệ Tống Thư Hàng, không cho còn lại ba vị huyền thánh quấy rầy hắn cấu vẽ kim đan đồ án. Một mực đợi đến lúc Tống Thư Hàng trong cơ thể linh lực, tinh thần lực triệt để khô kiệt về sau, Bạch Tiền Bối mới nhẹ gật đầu, giải trừ đối với Tống Thư Hàng bảo hộ. Chỉ có điều, đúng lúc này, theo Tống Thư Hàng trong cơ thể có đại lượng, cửu u tà năng, phun ra. Đây là Bạch Tiền Bối cho hắn ăn đường đậu di chứng một trong. Trừ ăn ra xong sau sẽ biến thành đen, mặt khác. Dược hiệu sau đó trong cơ thể sẽ tuôn ra đại lượng cửu u tà năng bên ngoài, cái kia đường đậu hiệu quả cực tốt. Chờ, loại cảm giác này. Bá Tống Huyền Thánh bị cửu u tà năng lây nhiễm. Thanh Loan Thánh Quân nhíu mày nói. Các nàng thú giới hiện tại đang bị cửu u tà năng, bị nhiễm tàn sát bừa bãi. Mà bá Tống Huyền Thánh lúc này trạng thái, cùng những cái kia không cẩn thận ăn vào, cửu u tà năng, đan dược thú tu, trong cơ thể linh lực đại lượng bộc phát về sau, mà bắt đầu cửu u tan rồi. Trên thực tế, thú giới một nhóm kia, ăn xong sẽ linh lực lớn bạo, bạo xong sẽ cửu u hóa, thần kỳ đan dược, liền là cửu u quả cầu kim loại lỏng bắt trước bạch, đường đậu, chế tác. Nguyên lý bên trên không sai biệt lắm, chỉ là khẩu vị không có tốt như vậy. Vì vậy, Thanh Loan Thánh Quân liếc liền nhận ra. Bá Tống Huyền Thánh làm sao sẽ bị cửu u tà năng bị nhiễm? Tại sao có thể như vậy? Thanh Loan Thánh Quân trong lòng có chút lo lắng. Nàng lần này theo thú giới đi đến địa cầu, một là vì tham gia thực tiên yến nhưng là quan trọng nhất mục đích là tiếp xúc bá Tống Huyền Thánh, theo cái kia thỉnh giáo, hạn chế cửu u tà năng bị nhiễm pháp. Nhưng bá Tống Huyền Thánh mình cũng bị cửu u tà năng lây nhiễm, cái này muốn làm sao phá? Đang suy tư thời điểm, Tống Thư Hàng trên thân, công đức xà mỹ nhân, nổi lên. Công đức xà mỹ nhân trong tay bưng lấy một đóa hoa sen nụ hoa, nhẹ nhàng đem hắn đặt ở Tống Thư Hàng ngực. Hoa sen nở rộ, mà bá Tống Huyền Thánh trên thân, cửu u tà năng, liên tục không ngừng bị hút ra, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Cái này đóa hoa sen, trên thực tế liền là Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới hình chiếu hoa sen. Chờ cửu u tà năng bị hấp thu trống không về sau. Công đức xà mỹ nhân lại nâng, lên hoa sen, trở về Tống Thư Hàng thân thể. Tại trở về Tống Thư Hàng thân thể trong quá trình, nàng còn yếu ớt ngắm nhìn Tống Thư Hàng sau lưng. Tại đó, tạo hóa tiên tử ngẩng đầu đang nhìn bầu trời. Cảm ứng được công đức xà mỹ nhân ánh mắt, tạo hóa tiên tử xoay đầu lại, hả? A a a a! Bốn tiếng kinh điển tiếng kêu thảm thiết,
chỉ có điều bị tạo hóa tiên tử dùng ca sướng phương thức hát đi ra. Tiếng ca vui tai. Công đức xà mỹ nhân cái mũi đáng yêu nhíu một cái, nàng bưng lấy hoa sen một đầu chui vào Tống Thư Hàng trong cơ thể, không bao giờ nữa chịu đi ra. Nàng cảm giác mình có lẽ muốn bế quan một đoạn thời gian, tăng lên xuống bản thân. Toàn bộ phương diện tăng lên bản thân. Mùng 6 tháng 10 năm 2019 buổi tối 9 giờ. Càng ngày càng nhiều thực tiên yến khách nhân đến. Thất tu thánh quân thực thất sinh phù thánh quân, giả cùng với không ít huyền thánh cường giả, liên tiếp xuất hiện. Cửu Châu nhất hào quần đạo hữu cũng kém không nhiều tại 9 giờ phía trước tập hợp đủ. Bạch tiền bối xuất quan, mọi người cũng có thể an tâm tới tham gia thực tiên yến. Tống tiền bối còn không có tỉnh lại sao? Vũ Nhu Tử lên tiếng hỏi. Bạch tiền bối nhẹ gật đầu, năng lượng của hắn tiêu hao lớn hơn, ta đã cho hắn phục dụng bình phục linh lực đan dược. Yên tâm đi, thực tiên yến lúc trước, hắn nhất định có thể bình phục. Tô Thị A thất vươn tay, nhìn qua lòng bàn tay, Tô Thị A. Chữ. Hắn nhớ kỹ bản thân đem bản thân quên đi rất chính là cái kia hậu bối ghi tạc lòng bàn tay của mình, thế nhưng chẳng biết lúc nào, hắn lòng bàn tay xuất mồ hôi, đằng sau chữ viết biến bắt đầu mơ hồ. Ta cái kia bị quên đi hậu bối kêu cái gì à? Lúc trước bá Tống Huyền Thánh nói muốn dẫn ta đi gặp nàng, nhưng hắn hiện tại hôn mê. Tô Thị A thất tâm tính thiện lương nhét. Trong lúc suy tư, hắn lại nhìn hướng Vũ Nhu Tử, đột nhiên nhãn tình sáng lên, Ôn Nhu tiên tử, ngươi là ta đáng yêu đó hậu bối sao? Không phải A thất tiền bối. Vũ Nhu Tử thuần thục trả lời nàng đã như vậy trả lời Tô Thị A thất tiền bối nhiều lần. Chỉ có điều Vũ Nhu Tử một chút cũng không có phiền chán hoặc tức giận, nàng ngược lại cảm giác tiểu trong suốt, trạng thái thật sự là quá tốt chơi. Mỗi lần Tô Thị A thất tiền bối đổi lấy đạo hiệu xưng hô nàng thời gian, nàng cũng cảm giác đặc biệt có ý tứ. A, cũng đúng, dù sao Ôn Nhu tiên tử ngươi không phải đáng yêu phong cách. Ta mơ hồ nhớ kỹ ta hậu bối hẳn là rất đáng yêu tiểu cô nương. Tô Thị A thất gãi gãi đầu nói. Ta không phải đáng yêu loại hình, thật sự là xin lỗi rồi. Vũ Nhu Tử thè lưỡi, kỳ thật, A thất tiền bối. Ta có cái bí mật muốn nói cho ngươi. Ôn Nhu tiên tử mời nói. Tô Thị A thất nói. Vũ Nhu Tử nghiêm túc nói, kỳ thật A thất tiền bối, ta là muội muội của ngươi. Ừ, Linh Điệp tôn giả bối phận thật lớn A thất bọn hắn đồng lứa. Vì vậy, Vũ Nhu Tử theo thân phận mà nói, cùng A thất là cùng thế hệ. Muội muội, không có lông bệnh. Bạch tiền bối. Tô Thị A thất sững sờ, ha ha. Một lát sau, Tô Thị A thất trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành, muội muội của ta quả nhiên cũng rất đáng yêu a. Vũ Nhu Tử nhẹ gật đầu, ừ, rất đáng yêu. Quả nhiên đối với Tô Thị A thất tiền bối mà nói, chỉ cần là hắn hậu bối hoặc là muội muội của hắn, liền là đáng yêu. Mùng 7 tháng 10 năm 2019 rạng sáng 0 giờ. Tống Thư Hàng mãnh liệt mở to mắt, ta ngủ bao lâu? Thư Hàng ngươi theo ngày hôm qua một mực ngủ cho tới bây giờ. Bạch tiền bối thanh âm tại hạ phương vang lên. Tống Thư Hàng. Hắn nhìn qua bốn phía, phát hiện mình ngốc ở trên đao phách toái, bị treo ở một cây trên cây cột. Phía dưới, Cửu Châu nhất hào quần thành viên cùng nhau mấy tấm bàn lớn, đều vây quanh cây cột ngồi cùng một chỗ. Tống Thư Hàng. Tống tiền bối ngươi có thể bằng thời gian tỉnh lại thật sự là quá tốt, thực tiên yến vừa vặn muốn bắt đầu. Vũ Nhu Tử vui vẻ nói. Thực tiên yến muốn bắt đầu. Khá tốt kịp thời tỉnh lại. Tống Thư Hàng theo phách toái trong đao đứng lên, thu phách toái, nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất. Mà lúc này, theo thực tiên yến không gian chính giữa, có một cây tinh thạch cây cột có hào quang phóng xuất ra, đảo qua toàn bộ không gian. Căn này cây cột là một cái, xem xét tuổi, pháp khí. Lần này thực tiên yến cùng vãng giới khác nhau, lần này không chỉ có là ăn cơm, đúng là chư thiên vạn giới một lần giao lưu. Tinh thạch hào quang đảo qua, phàm là thấp hơn 50 tuổi tu sĩ đều bị ký hiệu lên các loại màu sắc. Mà cao hơn 50 tuổi, cũng không cần phải đánh dấu. Có thể tham gia thực tiên yến, cao hơn 50 tuổi thành viên, tất cả đều là ngũ phẩm linh hoàng trở lên cường giả. Rất nhanh, tinh thạch cột sáng quét đến Tống Thư Hàng một bàn này bên cạnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 109.